Em Minh Hảo, cô Bình Minh Tím đã là những người thắp đuốc cho chúng ta, cho các thầy cô giáo đang được đến đây và tham gia hành trình văn hóa đọc vùng cao lần này. Và tất cả chúng ta, trong số tất cả chúng ta ngồi đây đều đã đăng ký link khóa học này rồi, đúng không ạ? Một hành trình trong 30 ngày. Và nếu chúng ta biết được một thầy cô giáo nào ở vùng cao, ở các vùng dẻo cao mây trắng, những thầy cô giáo nào, những nhà trường nào đang có cái tâm nguyện về văn hóa đọc mà ở các vùng và hải đảo và cả biên giới nữa, thì chúng ta hãy mời các thầy cô giáo tham gia vào hành trình này. Đây là một hành trình miễn phí hoàn toàn. Miễn phí hoàn toàn. Và để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê về sứ mệnh người thầy cho mỗi một thầy cô giáo. Nên đây sẽ là một cái khóa học thật sự là quan trọng, và phải nói rằng là khi chúng em chọn được cuốn sách nghề thầy thì chúng em cảm thấy rằng đúng là sứ mệnh của mình đây rồi. Tức là chúng ta phải làm sống lại những lời dạy của cụ Hoàng Đạo Thúy. Trước đây chúng em làm hành trình kiến tạo văn hóa đọc là chưa tìm thấy cuốn sách nghề thầy đâu. Thì không biết là những anh chị em, các thầy cô giáo từ khóa K1, K2, K3 ấy, làm chúng ta thấy rằng là nó là những cuốn sách gì ạ? Nó là cuốn sách gì ạ? Không biết chúng ta có còn nhớ không? Trước đấy là những cuốn sách như là Đàn ông sao Hỏa, Đàn bà sao Kim, rồi là cuốn sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương. Đó là những cuốn sách mà gọi là sách sách về kỹ năng thôi. Nhân tố enzyme nữa. Nhưng bắt đầu từ K3, K4 và K5 thì đã đưa sách tinh hoa vào. Và khi chúng em tìm thấy cuốn nghề thầy mà do thầy Nguyễn Quốc Vương viết đề bạt ấy, viết lời bạt, mà chúng ta sẽ được trò chuyện với thầy trong buổi tối ngày hôm nay. Thầy tìm ra cuốn sách của thầy tìm được cuốn sách nghề thầy, và sau đó thầy viết lời tựa và viết lời giới thiệu cho cuốn sách này. Và khi chúng em tìm được và đọc từ lời giới thiệu do thầy Vương chia sẻ, là chúng em đã cảm thấy rằng là đây đúng là những gì mà mình cần phải làm sống lại rồi. Những lời thầy cụ Hoàng Đạo Thúy đã viết cuốn sách này từ rất lâu, từ rất lâu. Vậy mà đến giờ chúng ta lại không ai còn nhớ và không ai còn biết đến cái sự tồn tại và những lời dạy này nữa. Rất ít, rất ít. Nhưng bắt đầu từ K3 thì cái cuốn sách này được đưa vào và chúng em đã mang tặng rất nhiều đến từng thầy cô trong hành trình văn hóa đọc xuyên Việt của mình. Và trong suốt hơn một năm làm văn hóa đọc, thì chúng em thấy rằng đúng rồi, nhiệm vụ của mình là phải làm sống dậy những lời của thầy. Nhưng vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau được gặp gỡ đối với thầy Vương và được nghe những chia sẻ của thầy với một cái chủ đề rất là hay. Nếu như ở ca trước thì chúng ta tiếp cận cuốn sách này ở hướng đó là nghề thầy xưa và nay, thì cuốn sách này lần này chúng ta thì sẽ được tiếp cận theo hướng người thầy là phúc tinh của một vùng. Và để biết được chính xác nó là gì và nó như thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ của thầy Vương. Và em Hảo xin được làm cái văn hóa đầu giờ đối với những thầy cô giáo. Đây là lần đầu tiên tham gia hành trình này thì thầy cô giáo cũng sẽ xem nó giống như là lệ làng á nha. Nhà mình vào đây và chúng ta có một cái văn hóa của đầu giờ của tất cả các buổi học Zoom. Đầu tiên sẽ là văn hóa 4S. Dạ. Chị ơi, chị có... Đầu tiên là văn hóa 4S. Đây là văn hóa của buổi họp 5S. Cả nhà mình nhìn này. Đầu tiên là văn hóa sẵn sàng, đúng giờ về và đúng giờ vào. Chúng ta cùng nhau sắp xếp tất cả các công việc để toàn tâm với buổi học và buổi họp của chúng ta. Tiếp theo là văn hóa sổ bút, hy vọng rằng tất cả các thầy cô chúng ta sẽ đều có một cuốn sổ bên cạnh. Và sổ bút là để ghi nhớ thông tin quan trọng, và khi mà chúng ta ghi nhớ thông tin bằng văn hóa sổ bút thì chúng ta sẽ không cần phải nhớ nữa. Chúng ta có sổ bút để ghi nhớ những thông tin mà mình cần nhớ, những thông tin quan trọng mà mình cần nhớ thì mình ghi vào trong cái cuốn sổ để mình không phải bận tâm về nó nữa, mình không cần phải nghĩ nó nữa, mình không phải để quên nó nữa. Rồi tiếp tục văn hóa sát sao và văn hóa của sự cam kết. Và có một cái nữa đó là văn hóa về sự thật. Những điều mà em Hảo chia sẻ là sự thật, những điều mà thầy Vương chia sẻ là sự thật, những điều mà anh chị em chúng ta sẽ được chia sẻ cùng với nhau là sự thật.
Để với một cái tinh thần là chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện về chân thiện và mỹ. Rồi, bây giờ em Hảo xin phép được review qua ba lời thề từ tâm. Đây là ba lời thề mà mỗi một anh em chiến binh cách mạng văn hóa đọc hoặc thủ lĩnh văn hóa đọc thì đều xác quyết và đều nguyện giữ suốt đời ba lời thề này. Thì các thầy cô giáo, các thủ lĩnh, chúng ta là chiến binh văn hóa đọc, chúng ta là thủ lĩnh văn hóa đọc các miền, thì chúng ta cùng chọn một chỗ ngồi cho trang nghiêm và thanh tịnh để chúng ta có thể đọc lời lời thề này một cách được trang trọng nhất. Còn với tất cả những thầy cô giáo là lần đầu tham gia thì chúng ta hãy cứ coi như nó là một tiết mục văn nghệ nha. Giáo, các thủ lĩnh văn hóa đọc của chúng ta rất là nhiều. Và bây giờ thì em Hảo xin được sự xuất hiện và sự hiện diện của thầy Nguyễn Quốc Vương, người đã viết cái lời bạc cho cuốn sách Nghề Thầy, là một cuốn sách sẽ trở thành tài liệu chính của hành trình văn hóa đọc vùng cao năm 2023 sắp tới. Chúng ta có thể cho một tràng pháo hoa, một tràng pháo tim và một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để gửi đến thầy không ạ? Em chào thầy Vương ạ. Alo. Rồi, xin chào bạn Minh Hảo, chào tất cả các thầy cô. Nãy là bạn tổ Dạ. chức không mở mic cho tôi cho nên là mãi tôi không mở được mic. Dạ, Xin chúng em chào xin tất cả lỗi mọi thầy. người. Dạ vâng, em chào thầy. Thì chúng em từ hành trình K3 văn hóa đọc, mỗi một cái hành trình thì chúng em đều mời về những thầy cô giáo, là những thầy cô giáo ở khắp nơi trên mọi miền của Tổ quốc, và chúng em được thắp đuốc và được truyền cái niềm động lực, niềm đam mê của cái nghề thầy với các thầy cô giáo trên toàn quốc bằng cuốn sách Nghề Thầy mà được thầy viết lời bạc. Và rất là vinh dự vì mỗi một lần dự án Trí tuệ Việt Nam Hành trình kiến tạo văn hóa đọc bắt đầu khởi xướng một hành trình thì đều có sự góp mặt và sự góp sức của thầy Vương trong các buổi chia sẻ như thế này để thắp đuốc cho các thầy cô giáo. Và ngày hôm nay thì chúng em cũng có mời tới đây các thầy cô giáo, đặc biệt là có sự hiện diện của các thầy cô giáo vùng cao, hải đảo và biên giới, để sắp bước vào một cái hành trình là hành trình văn hóa đọc vùng cao cuối năm. Và lần này thì bọn em muốn tiếp cận cuốn sách với chủ đề đó là Người thầy là phúc tinh của một làng. Và đây là một cái quan điểm mà khiến cho em và tất cả các thầy cô giáo đều rưng rưng xúc động khi biết rằng không ngờ rằng cái nghề của mình nó lại phải thực sự quan trọng và nghiêm túc đến như thế. Trước tới giờ thì em cũng chỉ nghĩ rằng ok, nó có thể là một nghề không phải là chỉ mỗi kiếm tiền thôi mà mình phải yêu nghề, yêu trẻ. Nhưng khi mà em đọc thấy cái ý rằng người giáo viên phải thực sự là phúc tinh của một một làng, một vùng thì khiến em liên tưởng đến giống như là ngày xưa bọn em được học cuối cuốn, được đọc cái truyền thuyết về về Lạc Long Quân và Âu Cơ.
hay là những truyền thuyết mà có nói về những vị thần và là con của trời vừa được cử xuống để dạy dân làng về làm ăn cấy hái và dạy dân làng về văn hóa, thì bọn em cũng đã rất rất là trăn trở và đã nghĩ rằng là liệu như vậy thì việc nói một người thầy giáo trở thành một phúc tinh của một làng để có thể đem lại cái sự tinh hoa, đem lại sự thay đổi cho cái làng đấy, thì liệu rằng trọng trách của một người thầy như thế là quá lớn không, và rất là trăn trở về việc rằng mình có xứng đáng và mình có thể làm được điều đó hay không. Thì rất là mong ngày hôm nay thầy sẽ cùng cho chúng em những cái chia sẻ và kiến giải về cuốn sách này, cũng như là về cái góc nhìn của thầy thầy Vương về quan điểm này của cụ Hoàng Đạo Thúy á. Vâng, xin cảm ơn cô Hảo và các thầy cô. Thì cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi nói chuyện với các thầy cô trong chương trình ngày hôm nay. Thế thì chắc là cô Hảo cũng đã giới thiệu một chút ít rồi, tôi xin giới thiệu lại. Tôi tên là Nguyễn Quốc Vương. Trước kia thì tôi dạy tại Đại học Sư phạm giáo viên, là giáo viên phổ thông. Nhưng mà gần đây thì 2 năm trở lại đây thì tôi trở thành một người khuyến đọc chuyên nghiệp, tức là dịch sách, viết sách và diễn thuyết về sách. Sách trở thành niềm vui cũng như là công việc của tôi. Thế thì trong quá trình mà tôi làm công việc đó thì nhà sách Nhã Nam có mời tôi viết lời giới thiệu cho cuốn sách Nghề Thầy của cụ Hoàng Đạo Thúy. Thế thì trước khi mà Nhã Nam mời tôi thì tất nhiên là tôi là một người học khoa sử và một người thích đọc sách, thì tôi đã biết đến cụ Hoàng Đạo Thúy rồi. Tôi có đọc nhiều tác phẩm cụ, cho nên là nhân tiện đây thì tôi cũng giới thiệu các thầy cô là chúng ta nên tìm một số cuốn sách của cụ Hoàng Đạo Thúy viết, ví dụ như Trai Nước Nam Làm Gì, hoặc là cuốn Nghề Thầy, hoặc là một số khác cũng viết về phố phường Hà Nội xưa, về Hà Nội cũng như về thanh niên, về văn hóa, rất là thú vị. Nếu mà có hứng thú, chúng ta cảm thấy là những lời cụ viết là có lý, hay là gây chúng ta xúc động, hoặc là chúng khiến chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cuộc đời của cụ, đặc biệt là cuộc đời của cụ trước năm 1945. Cực kỳ thú vị, người cụ như các cụ thanh niên khác, trí thức, giáo viên sống vào giai đoạn gọi là bão táp của Việt Nam ấy, giai đoạn trước năm 1945, là cực kỳ thú vị. Họ đã sống một cuộc đời vô cùng đáng sống, rất là ngưỡng mộ. Và đôi khi bây giờ tôi đọc lại hơn 70 năm, nhưng mà đọc lại thì thấy là các cụ ngày xưa có một thời thanh niên thật là sôi nổi, trí thức, những người thầy dạy trong các trường Pháp hoặc là trường Tư ở giai đoạn đó, họ đã có một cuộc sống tinh thần, một cuộc sống vô cùng ý nghĩa, đặc biệt là đối với những người làm nghề giáo viên. Thế thì cuốn sách này sau khi mà tôi viết lời giới thiệu cho Nhã Nam xong ấy, thì một thời gian sau khi mà sách xuất bản, thì năm vừa rồi là năm 2022, thì sách hay một giải thưởng, giải tôi không có thưởng, tức là chỉ có công nhận, tôi không có thưởng tiền của Viện Nghiên cứu IRF, cũng như là cộng đồng của những người đọc sách, với những người rất là uy tín đứng ra tổ chức, như là anh Giản Tư Trung, hay là cô Bùi Chân Phượng, hay là nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, vân vân, đã trao giải cho cuốn này là sách hay trong hạng mục sách giáo dục. Đấy cũng là một cái điểm nhỏ nhỏ của tôi, mặc dù về vật chất là không có gì cả, và thậm chí là bên Nhã Nam cũng không báo cho tôi biết là cuốn sách được giải, mà là ban tổ chức có nhắn cho tôi và mời tôi tham gia, nhưng vì tôi có đi nói chuyện khác cho nên là tôi không tham gia được, thì tôi cảm thấy rất là vui. Thế thì cuốn sách này, như cô Hảo có nói, là cuốn sách của thầy Hoàng Đạo Thúy là được xuất bản trước năm 1945. Đó là xuất bản, nếu tôi nhớ không nhầm, là xuất bản năm 1944. Và nếu như các thầy cô mà có thông tin một chút, có biết một chút thông tin về lịch sử Việt Nam giai đoạn này, thì chúng ta sẽ thấy là đây là một thời điểm lịch sử vô cùng đáng chú ý. Tại vì lúc này là quân Nhật, Nhật thay thế Pháp sau khi mà hất cảm Pháp năm 1940 ở Việt Nam, ở Đông Dương, đúng không ạ? Nhưng mà đến năm 1944, tức là giai đoạn bước vào giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, thì quân Nhật đã thua hầu hết trên các chiến trường rồi, và quân Mỹ bắt đầu tiến trên các mặt trận, đặc biệt là bao vây Nhật từ phía biển, tiến trên các hòn đảo, rồi chiếm lại các hòn đảo và tiến sát đến Nhật Bản. Và Nhật Bản đã biết được là ngày tàn của chế độ phát xít đã đến nơi rồi, cho nên là cái ách cai trị của Nhật ở Việt Nam có vẻ như bị lung lay. Và những người trí thức như ông Hoàng Đạo Thúy, những người mà được học hành rất là tốt, rất là yêu nước, có tinh thần chủ nghĩa dân tộc, rồi lại có tri thức, và những người mà thường đọc nhiều sách, có tri thức, thì họ có một cái đó là nhạy cảm với thời cuộc. Họ đọc tin tức thế giới bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, họ phân tích tình hình của Việt Nam, họ đoán rằng là không sớm thì muộn Nhật Bản sẽ phải đầu hàng quân đồng minh,
Và đấy là một cơ hội lớn để cho người Việt Nam giành lại độc lập mà chúng ta đã phải 80 năm bị người Pháp áp bức, bóc lột và đô hộ. Cho nên lúc bây giờ chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy rất là mạnh và dưới nhiều hình thức công khai, hợp pháp cũng có, bí mật cũng có. Thế thì những người thầy như Hoàng Đạo Thúy, những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, họ đã mơ ước đến một ngày Việt Nam độc lập và họ mong ước tạo ra những lớp người. Đó là người Việt Nam mới có năng lực về trí tuệ, có năng lực về đạo đức, có năng lực hành động để giành lại độc lập và xây dựng nước Việt Nam, làm sao cho người Việt Nam ta được học một sống tự do, độc lập và hạnh phúc. Thế thì cuốn sách thấm đẫm tinh thần đấy. Cho nên chúng ta viết là cuốn sách đó, mặc dù viết dưới thời Nhật Pháp, nhưng chúng ta biết là cái tinh thần tự do, cái khát vọng độc lập nó chảy tràn hết cuốn sách đó. Và viết trong một tâm thế của một người làm nghề giáo dục trong một đất nước tự do, chứ không phải đất nước đang là thực địa. Thế thì nội dung của cuốn sách này là chủ yếu, bởi vì nó mỏng thôi, cụ Hoàng Đạo Thúy bàn chủ yếu về triết lý, mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục. Sau đó là cụ bàn đến tư cách của ông thầy. Ông thầy phải như thế nào để xứng đáng là người giáo viên, dù là người giáo viên chỉ dạy trường làng, dạy ở trường tiểu học. Và người thầy đó phải xây dựng mối quan hệ như thế nào với những người xung quanh, với phụ huynh, với quan lại, lúc bây giờ là dưới thầy thuộc địa mà. Bây giờ chúng ta có thể coi đó là chính quyền địa phương, rồi với học trò, với người dân bình thường. Thế thì tôi sẽ tóm tắt một chút về nội dung cuốn sách, sau đó tôi sẽ nói về một cái ý cụ thể mà chương trình có đặt hàng tôi. Đó là người thầy là phúc tinh của cả vùng, tức là người thầy đóng vai trò là người hoạt động xã hội, là người khai sáng và là người lãnh đạo về mặt tinh thần, về mặt trí tuệ ở địa phương, cũng như là người giống như là người một chỗ dựa về mặt tinh thần, về trí tuệ cho người dân ở khu vực đó. Thế thì cuốn sách này ở phần mục tiêu triết lý giáo dục thì chúng ta biết là bây giờ chúng ta mới bàn nhiều đến chuyện là giáo dục toàn diện, rồi hướng đến là một người con người không phải là chỉ có trí tuệ thuần túy, mà phải có nhân cách, phải có một tâm hồn phong phú, phải có một cuộc sống hạnh phúc và biết làm cho cuộc sống của người khác hạnh phúc nữa. Nhưng mà rất sớm năm 1944 thì cụ Hoàng Đạo Thúy đã nói rồi, nghề thầy không phải là nghề đào, nghề thầy giỏi, không phải là nghề người mà dạy học sinh biết làm toán, biết viết văn rồi học được một cái nghề nào đó để kiếm tiền thuần túy. Nếu như thế thì người thầy không có gì là đặc biệt cả, nghề thầy cũng chẳng có gì cao quý, cũng chẳng có cái gì mà đáng phải theo đuổi. Nó rất là tầm thường. Mà nghề thầy giống như ông ấy nói là nếu người thầy muốn thì bằng cái cuộc đời của mình trong vòng 20-30 năm làm nghề, chúng ta có thể thay đổi hẳn một thế hệ. Thế hệ đó là những người có đức này, có trí này, có thể này, có trí này, trí cho CH ấy, ý chí đó, vân vân. Công nữa, công là khả năng khéo tay, khả năng dùng tay chân để lao động, khả năng kiến thiết đời sống trong thực tiễn, đúng không ạ? Trí là được chúng ta hiểu rồi, năng lực về trí tuệ, đức, đạo đức, thể là thể lực, sức khỏe. Và đặc biệt ở đây ông quan tâm đến trí, cái mà hiện nay chúng ta rất là cần. Đó là học sinh nếu chỉ có trí tuệ thuần túy, hoặc thậm chí là có đạo đức tốt, nhân cách tốt đi chăng nữa, nhưng nếu không có nghị lực, không có năng lực vượt khó, không có khả năng duy trì cái sức mạnh nội tại của bản thân mình để vượt qua khó khăn thì sẽ bỏ cuộc, sẽ gục ngã. Tại vì các cụ cũng lường trước được là Việt Nam sẽ không phải đơn giản. Di sản lịch sử để lại với sự lạc hậu, đói nghèo, cùng với sự áp chế của nước ngoài. Và như bây giờ chúng ta cũng đang chứng kiến là Việt Nam để hòa nhập với thế giới, để có thể là ngang tầm với kỳ vọng của người dân cũng như là tiềm năng chúng ta có, không phải chuyện đơn giản. Cho nên cụ nói rằng là trí đối với con người là cực kỳ quan trọng. Và hiện nay chúng ta thấy cái vấn đề lớn nhất đối với thanh niên, học sinh chúng ta hiện nay không phải vì các em không thông minh, không phải là vì các em lười, mà tôi cho rằng vấn đề ngay cả với các thầy cô và người lớn bây giờ nó là trí. Làm thế nào để vượt khó, làm thế nào để vượt sướng nữa. Tức là đối với học trò nghèo thì là vượt khó, vượt khổ. Đối với học trò giàu, làm thế nào để vượt thoát cái bóng của cha mẹ mình, làm thế nào để vượt thoát khỏi tư duy là mình sẽ ăn vào di sản, ăn vào tài sản thừa kế của bố mẹ để tìm ra một con đường mới, một triết lý mới để cống hiến cho đời và có được một cuộc sống đi ra khỏi bóng của bố cha mẹ mình. Ví dụ như là một đứa trẻ đến trường hoặc đến đâu đó người ta giới thiệu là đây là con bác A, bác B, là giám đốc, là chủ tịch tập đoàn nào hay là cán bộ ở chỗ nào. Thực ra đấy không phải là một điều sung sướng, mà nếu một đứa trẻ biết suy ngẫm nó cảm thấy rất buồn, vì như vậy là nó đang núp dưới bóng của người khác. Giống như chẳng hạn như chúng ta biết là ví dụ như tôi là một người viết chẳng hạn, mà tôi đi đến đâu người ta lại giới thiệu là ví dụ như đây là chồng của cô gì đó hoặc là bố của bạn gì, tức có nghĩa rằng là mặc dù đấy là người thân của mình rất vui, nhưng điều đấy đồng nghĩa với việc là mình không vượt ra cái thoát ra khỏi bóng của người đó. Cho nên tôi có một ông bạn là một tiến sĩ công nghệ thông tin, làm giám đốc một công ty
làm ăn rất là tốt, bạn ấy rất là giỏi, trẻ nhưng rất giỏi. Nhưng mà khi đi đến đâu thì người ta lại giới thiệu là đây là con của bác X, bác là một nhân sĩ trí thức rất nổi tiếng ở Việt Nam, mà nói tên thì chắc là ai cũng biết đó. Thế thì sau khi mà chào thì bạn ấy cười xong thì cuối cùng là khi mà không còn ai thì bạn ấy có nói ngầm với tôi vào tai là đó, ông thấy chưa, tôi đi đến đâu cũng chỉ là người ta chỉ biết tôi là con ông già tôi thôi đó. Thế nói vui như vậy để chúng ta thấy rằng là cái trí để chúng ta giáo dục trẻ con cũng như bản thân chúng ta vượt khó, vượt khổ, vượt được những cái câu thúc của hoàn cảnh để trở thành một người có đóng góp cho cuộc đời là câu chuyện rất thời sự hiện nay, đặc biệt đối với trẻ con. Tại vì chúng ta biết hiện nay ấy, khi chúng ta dạy trẻ con, chúng ta sẽ thấy là khi mà gặp cái gì khó và khổ một chút là học sinh sẽ kêu la và sau đó là từ bỏ, ví dụ đi dã ngoại chẳng hạn, là đi bộ kém, thể lực kém, khi làm bài gặp khó là nản ngay. Cho nên trong xu hướng giáo dục hiện nay, mọi người đều bỏ cái khó làm cái dễ. Tất nhiên có những cái khó nó có chinh phục được nó là vô ích, nhưng trong giáo dục không thể tránh khỏi có những cái khó đều phải vượt qua. Nếu như ai có theo dõi Facebook tôi mấy ngày hôm nay, tôi có share một cái clip khi mà đội tuyển Nhật thắng đội tuyển Đức á, thì có một cái clip ở trường mầm non Nhật được một cái người ông có cháu học ở đó quay lại. Đó là một tiết mục là nhảy ngựa, tức là người ta chất các hộp gỗ, 10 hộp gỗ lên nhau rất cao để một đứa trẻ có thể nhảy qua đó. Thế thì đứa bé ban đầu là 2-3 lần nó tự nhảy nó không nhảy được, tại vì nó sợ, và thứ hai nó rất là cao. Thế thì sau khi mà được thầy cô động viên rồi những đứa trẻ khác kéo ra đứng thành vòng tròn động viên, và đứa trẻ đã nhảy một cái qua và đứa trẻ khóc nức nở rồi xúc động. Và tôi có viết ở trong cuốn sách Nước Nhật nhìn những thứ bình thường về cái clip và câu chuyện phía sau này. Đây là buổi học cuối cùng của cái bạn nhảy qua 10 bục đó để ngày mai chia tay trường. Cho nên đấy là một kỷ niệm rất đẹp mà tôi có nói. Cái tình huống đó là minh họa rất tốt cho sứ mệnh của giáo dục. Đó là giáo dục là nơi cung cấp môi trường thuận lợi, nơi cung cấp công cụ và sự hướng dẫn phù hợp để đứa trẻ có thể can đảm dùng trí tuệ, sức mạnh của bản thân mình hoàn thành, vượt qua, đạt được một cái gì đó mà bình thường bản thân các em tự mình không làm được. Đó, cho nên là vai trò người thầy là trợ giúp, hướng dẫn và khai sáng, cũng như là dẫn dắt, cũng như là khơi nguồn, động lực cho các em. Đấy là một người thầy mà tôi nghĩ là đấy là quan niệm phổ biến trên thế giới về giáo dục hiện đại. Bởi vì nếu như quan niệm như chúng ta cũ chẳng hạn là chỉ truyền dạy tri thức và dạy chữ, chúng ta sẽ thấy nó rất là hậu, vì bây giờ trẻ có thể học điều đó hoàn toàn từ nơi khác. Bố mẹ các con có thể dạy chữ cho các con có thể học tri thức từ những người ở xung quanh. Bố mẹ các con, như chúng ta biết, tôi cũng là giáo viên, có những phụ huynh có trình độ rất là cao. Ví dụ họ nghiên cứu về toán, họ là giáo viên dạy toán ở đại học chẳng hạn, thì chắc chắn là chúng ta dạy toán, cái tri thức toán chúng ta đem lại thì các con không thể bằng được. Nhưng cái chúng ta giúp được phụ huynh, chúng ta cảm thấy mình có ích và phụ huynh trân trọng chúng ta, chính ở chỗ chúng ta tạo ra môi trường, chúng ta tạo ra công cụ phù hợp, chúng ta khơi gợi dẫn dắt để học sinh có thể là nâng được cái giới hạn của bản thân mình tới mức tối đa. Đó, thế thì quay trở lại câu chuyện, triết lý của ông Hoàng Đạo Thúy, quan niệm giáo dục đó là triết lý giáo dục con người toàn diện, và trong đó rất chú trọng đến trí. Cho nên thanh niên mà trong bối cảnh năm 1944 ở Việt Nam, lúc đó chúng ta biết là Pháp đã cai trị Việt Nam rất là lâu rồi. Và chúng ta biết ban đầu khi kẻ địch đến thì cái sục sôi yêu nước, cái lòng căm thù, cái nỗi tủi nhục mất nước nó rất là mạnh mẽ. Như chúng ta biết khi người Pháp đã áp đặt được cách cai trị đó lên toàn bộ đất nước ta rồi, bắt đầu khai thác phát triển kinh tế, tuyển cán bộ, tuyển công nhân viên và làm việc cho người Pháp, thì chúng ta sẽ thấy là dần dần người Việt sẽ bị nguội lại. Bởi vì các phong trào mà chống Pháp trước đó đã bị dập tắt. Và hơn nữa, cuộc sống đô thị hóa dưới chính sách khai thác thực địa của thực dân Pháp làm cho người Việt Nam lãng quên. Và những tầng lớp thanh niên lúc bây giờ, chúng ta đọc Số Đỏ hoặc những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, chúng ta biết đó là phong trào vui vẻ trẻ trung. Tức là thực dân sẽ bày ra những cái phong trào thể thao, những cái nhảy đầm, những cái cuộc sống mà hưởng thụ ở đô thị. Tức là nó rất bình thường nếu ở trong một đất nước độc lập tự do. Nhưng mà trong một đất nước mà đang là nô lệ của ngoại bang thì cái chuyện đó làm cho thanh niên quên đi cái nỗi tủi nhục của mất nước, quên đi cái sứ mệnh của mình, và các người thầy có thể là quên đi cái chuyện là sứ mệnh của mình là phải mưu cầu cả cái lợi ích cho quốc gia nữa. Cho nên cái sách của ông Hoàng Đạo Thúy ấy, khi nói về cái độc lập dân tộc, hay nói cái khác là một cái triết lý về hình ảnh con người ấy, luôn ông luôn nhấn mạnh đến trí. Và cái trí này ông nói rằng là muốn làm được cho học trò thì chúng ta sẽ phải dựa vào các trò chơi, vào các hoạt động trải nghiệm, dựa vào giáo dục thực tiễn, chứ không thể nào chỉ dạy học trò vài bài trong sách giáo khoa mà học sinh có thể là lĩnh hội được cái đó. Thế thì ngoài cái mục tiêu triết lý giáo dục đó thì về phương pháp ông cũng đưa ra rất nhiều phương pháp, nhưng trong đó
rất là quan trọng là ông nói là giáo dục phải gắn với thực tiễn, giống như chúng ta bây giờ gọi là dạy học trải nghiệm ấy. Tất cả các thông tin học sinh lĩnh hội được nó phải thông qua năm giác quan của trẻ em, nó phải thông qua hoạt động cụ thể ở trường, thông qua trò chơi thì học sinh mới có thể lĩnh hội được. Đấy là phương pháp. Và ở phần cuối ông nói rất quan trọng và là trọng tâm buổi nói chuyện ngày hôm nay tôi muốn đề cập, đó là vai trò người thầy. Ông ấy nói rằng là người thầy không phải là một người làm công ăn lương. Chúng ta nên biết là cái tư tưởng của cụ Thúy rất là mới, rất là mạnh mẽ trong bối cảnh đó nhé. Tại vì lúc bấy giờ là đang dưới thời Pháp Nhật, hầu hết mọi người quan niệm là đi làm công, đi làm cho trường học là lấy lương. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy nhiều người nói như vậy, mọi người quan niệm rất đơn giản là ôi làm nghề nào cũng để kiếm tiền thôi mà. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu mà quan niệm như vậy thì chúng ta thấy làm nghề giáo rất mệt mỏi. Tại vì nghề giáo không kiếm được nhiều tiền. Số giáo viên kiếm được nhiều tiền ở trong đất nước Việt Nam này chắc khoảng tôi đoán khoảng 10% là lạc quan. Đó là những người có một cái môn nào đó mà có thể phục vụ luyện thi hoặc là các thầy cô có một lợi thế nào đó. Tuy nhiên thì những giáo viên bình thường chúng ta thấy là chúng ta chỉ mong cuộc sống là ở mức trung bình. Còn nếu mà giàu có thì không ai chọn nghề giáo viên vì giáo viên không phải là nghề kiếm nhiều tiền. Hơn nữa, nghề giáo nếu chỉ quan niệm đơn giản là một nghề kiếm tiền thì lâu dần chúng ta sẽ mệt mỏi. Và cụ Hoàng Đạo Thúy có nói là chính vì vậy người thầy không phải là hạnh phúc, người thầy không phải là kiếm được nhiều tiền sống cuộc sống sang trọng, người thầy là sống một cuộc sống trung bình và giản dị. Người thầy đương nhiên không được nghèo khó, người thầy nghèo khó sẽ khó giữ được nhân cách và thứ hai nữa không giúp được ai, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta đọc lịch sử Nhật Bản chúng ta sẽ thấy là ông Fukuzawa Yukichi nhà khai sáng nổi tiếng nước Nhật thế kỷ 19, tại sao ông có thể là trở thành nhà khai sáng và tại sao ông có thể giúp nước Nhật khai sáng được? Đơn giản ông gặp người thầy tốt, thầy của ông là Ogata Koan là chủ một trường tư. Thế thì ông Fukuzawa Yukichi lúc đó là mồ côi cha, vừa lại mất cả người anh trụ cột trong gia đình, không có tiền, không có cơm để ăn. Và nếu học trong trường thì không có cả tiền đóng học phí. Vậy làm thế nào? Mà ông ấy học rất giỏi, rất muốn đi học, khát vọng rất lớn, không có cách nào cả. Gặp trực tiếp thầy nói rằng thầy ơi, hoàn cảnh gia đình em là như vậy, em không thể nào mà đáp ứng được gọi là về vật chất. Thầy gọi riêng vào trong nhà nói rằng là vậy thì con sẽ ăn ở trong nhà ta, ta sẽ nuôi con, nhưng mà con hãy giữ bí mật chuyện này. Tại vì ông thầy cũng rất là tốt nhưng cũng rất đau khổ một chuyện là thầy cũng không phải là giàu có để có thể nuôi toàn bộ học sinh. Đó, cho nên là thầy chỉ có thể nuôi được ông ấy, cho nên thầy có nói là sẽ giữ bí mật cái chuyện ông nuôi bạn ông Fukuzawa Yukichi. Cho nên ta sẽ thấy là nếu một người thầy mà nghèo khổ, chúng ta sẽ khó giúp được ai và chúng ta sẽ bị luôn bị giày vò bởi cái gọi là thiếu thốn về vật chất. Nên chúng ta chỉ cần cuộc sống trung bình, ví dụ như có cơm ăn, có nhà để ở và có thể cùng vợ chu cấp một chút cho con để con đi học một trường bình thường. Thế là ok. Thế thì quay trở lại câu chuyện, khi mà người thầy ngoài cái chăm lo cho đời sống cá nhân mình thì ông Hoàng Đạo Thúy có nói sứ mệnh của người thầy, hạnh phúc của người thầy nó nằm ở chỗ như thế này, ở đoạn cuối cuốn sách. Đó là không phải là kiếm được nhiều tiền, đi xe sang nhất, ở nhà to nhất, mà hạnh phúc của người thầy ông ấy nói là khi mà học trò học tốt, ngôi trường sạch sẽ khang trang, người dân trong vùng cảm thấy yêu quý mình, chúng ta đi ra chợ, người dân có thể bán rẻ cho chúng ta. Rồi học trò chúng ta trưởng thành và nhìn ngắm sự trưởng thành đó học trò và đất nước có sự biến chuyển tốt đẹp thì đấy là hạnh phúc vô biên của người thầy. Thế còn nói bất hạnh của người thầy là gì? Bất hạnh là người dân thì phụ huynh là lườm nguýt sau lưng, đúng không ạ? Gọi bằng thầy nhưng quay đi khỏi, có thể nói với chúng ta bằng những lời lẽ không hay. Học trò thì không kính trọng thầy và đất nước thì lầm than đói khổ hoặc là không tiến bộ. Thì ông nói đấy là một cái đau khổ của người thầy. Cho nên ông ấy nói rằng người thầy không đơn giản là người truyền dạy tri thức cho học trò, là người dạy học trò có một nghề nào đó hoặc là thi đỗ một trường nào đó. Người thầy phải là phúc tinh, phải là nhà khai sáng, phải là một người cứu giúp của cả vùng. Thế thì người thầy tại sao, ở góc độ của tôi thì tôi lý giải là tại sao người thầy lại phải làm việc đó, hay nói cách khác là người thầy có khả năng làm việc đó. Thì cái này thì nước ngoài người ta nghiên cứu rất là nhiều và bản thân chúng ta chiêm nghiệm cũng sẽ thấy, so với mặt bằng xã hội nói chung, những người làm thầy cô, những người tốt nghiệp trường sư phạm ra và đi làm ít nhất cũng có một học vấn từ trung bình khá trở lên so với mặt bằng chung của xã hội. Do vậy, nếu như những người có học vấn từ trung bình khá trở lên như chúng ta mà không thể làm được những việc tốt đẹp đó, thế thì chúng ta trông chờ vào ai sẽ làm được điều tốt đẹp đó cho cuộc sống của chúng ta và xã hội nói chung? Các thầy cô cứ suy nghĩ và xem. Ví dụ trong một vùng, đặc biệt các thầy cô dạy vùng sâu vùng xa, như tôi là sinh trưởng trong một ngôi làng rất là nghèo ở Bắc Giang, ở Tân Yên, Bắc Giang. Đến năm 1996 mới có điện. Và bố tôi cũng là một ông giáo làng đúng nghĩa, dạy rất nhiều cán bộ xã, rất nhiều cán bộ huyện và tất cả những người xung quanh.
Thế thì ông gần như là có học vấn cao nhất ở cái làng đó. Và sau đó là chị gái tôi là người đầu tiên vào đại học. Thế thì tôi rất là thấy cái ý ông Hoàng Đạo Thúy thú vị. Đó là nếu các thầy cô thấy rằng là mình là người có học vấn cao gần như cao nhất trong vùng. Nếu mà so sánh với học vấn của người dân xung quanh, đặc biệt những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Thế thì nếu chúng ta không đóng vai trò là người khai sáng, là người chỉ ra, thực hiện, hướng dẫn, rồi cùng với người khác làm những điều tốt đẹp đó, thế thì ai sẽ làm với chúng ta? Thế thì rõ ràng ở góc độ này chúng ta sẽ thấy là có một sự thoái lui trong tư duy của nghề giáo trong những năm gần đây nếu so với thế hệ Hoàng Đạo Thúy. Thế hệ cụ Hoàng Đạo Thúy thì vừa là giáo viên, đồng thời vừa là người lãnh đạo phong trào hướng đạo sinh, vừa là thủ lĩnh thanh niên, đồng thời cũng là người viết sách, truyền bá học thuật và là người hướng dẫn thanh niên trong đời sống. Các cụ chơi thể thao rất cừ, bắn súng, bơi lội, chèo thuyền, vân vân. Thế thì giáo viên của chúng ta không thể nào chỉ gói gọn hoạt động của chúng ta trong trường. Chúng ta sẽ phải noi gương cụ, hay nói khác suy ngẫm về lời cụ để chúng ta có thể làm được điều gì đó. Ví dụ, cách đơn giản nhất là chúng ta có thể thành lập cùng nhau hoặc là một mình chúng ta thành lập các điểm đọc, các tủ sách gia đình, các thư viện. Chúng ta có thể chia sẻ sách của chúng ta có cho người dân trong vùng đọc, cho các em học sinh. Chúng ta cũng có thể là giúp người dân cải thiện việc vệ sinh nhà cửa. Như ông Đạo, Hoàng Đạo Thúy có nói trong cái phần cuối cuốn sách, ông ấy bảo người dân kính trọng ông thầy không phải là vì thầy dạy con họ là duy nhất, mà cũng không phải là người thầy có học vấn cao hơn họ, mà họ đi qua nhà, họ vào nhà ông thầy, họ thấy nhà cửa ông thầy sạch sẽ, vườn tược nhà thầy đâu ra đấy, và trong một cách vô thức họ thấy rằng người thầy là một người kính trọng, họ sẽ học theo ông thầy. Thế thì chúng ta sẽ thấy điều này vô cùng quan trọng. Bản thân chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta như tôi chẳng hạn, 26 năm đi học, nhìn lại những người thầy đã đi qua trong cuộc đời mình, những người đã dìu dắt mình, thì những thầy cô mà tôi nhớ nhất, những thầy cô mà tôi kính trọng nhất là những thầy cô có thể không giỏi nhất về mặt chuyên môn, nhưng đấy là những thầy cô có sinh hoạt đời thường, có nhân cách, hoặc là một mặt nào đó về lối sống để lại ấn tượng tốt, hay nói khác là một tấm gương rất là tốt. Ví dụ như là một trong những giáo viên mà tôi nhớ nhất chính là giáo viên dạy tôi lớp 1, bởi vì cô có một cái sự yêu thương học sinh rất là chân thành, giản dị. Nó giống như một người mẹ. Mà thực ra học vấn cô không cao. Ngày xưa các cô dạy chỉ học 7 cộng 3 thôi. Và cô cũng phải là một giáo viên sinh, vì cô hình dáng bên ngoài cô có thể nói là rất khắc khổ. Cô kết hôn rất là muộn, nhưng mà cô rất yêu thương học trò và làm cho tôi là một cái học sinh rất là nhút nhát, có thể tự tin. Thế thì ta sẽ thấy được là cái người thầy đấy là phúc tinh của cả vùng. Nó ở ý nghĩa đó là xác định tư thế của chúng ta. Chúng ta là người dẫn dắt cuộc chơi, chúng ta là người dẫn dắt một người xung quanh, chúng ta là người đề xướng cái mới, thực hiện cái mới, hay chúng ta an phận thủ thường núp trong cái một cái vỏ bọc, một cái vỏ ốc nào đó để chúng ta sống một cuộc đời giống như là hai cô Kiều trong chuyện Tỏa Nhị Kiều của Xuân Diệu, hay là chúng ta sống một cuộc đời buồn tẻ ở một cái phố thị trấn nhỏ như trong Hai Đứa Trẻ. Thế thì cái này thầy cô phải suy ngẫm. Tất nhiên nhé, ở Việt Nam chúng ta làm gì cũng khó. Bản thân tôi là một người mà cũng có cá tính khá mạnh, làm giảng viên rồi bỏ giảng viên rồi đi làm tổng biên tập của công ty sách, rồi sau đó lại bỏ cả tổng biên tập công ty sách với cái thu nhập rất tốt để bây giờ sống là một người tự do. Thì tôi thấy rằng là để làm một điều gì đó mặc dù là tốt đẹp không hại ai cả, chúng ta cũng phải có sự can đảm lớn ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta tin vào giá trị chúng ta theo đuổi, rồi làm sao chúng ta có thể cân bằng cái cuộc sống để vẫn làm tròn nghĩa vụ với những người xung quanh, rồi chúng ta làm sao để người trong gia đình chúng ta thông cảm, hiểu biết chúng ta, hiểu với chúng ta. Nếu không giúp đỡ chúng ta, ít nhất cũng không cảm chúng ta, hoặc nếu không cảm chúng ta thì ít nhất cũng không gây hại đến công việc của chúng ta, tức là không phá. Thế thì chúng ta sẽ thấy là đấy là đòi hỏi sự nỗ lực của chúng ta. Thế thì khi người thầy là người dẫn dắt như vậy thì chúng ta phải, như cụ Thúy nói, là chúng ta phải phát hiện ra là trong vùng, ngoài công việc chuyên môn của chúng ta, thế thì chúng ta có thể giúp gì được người dân, chúng ta phát hiện ra vấn đề gì. Thế thì cảm nhận của tôi khi mà sống ở nông thôn, tôi đã từng đi đến vùng rất là sâu xa, ví dụ như là Bát Mọt ở Thường Xuân, Thanh Hóa, giáp biên giới Lào, để nói chuyện với các học sinh ở trường dân tộc nội trú, 90% là dân tộc Thái, về văn hóa đọc. Tôi đã từng nói chuyện trong các nhà tù 4-5 lượt gì đó, trong đó có những lần là có 1.000 tù nhân nghe tôi nói chuyện trong sân vận động. Thế thì tôi thấy được rằng là cái chuyện chúng ta phát hiện ra vấn đề vô cùng quan trọng. Và một trong những vấn đề mà tôi nghĩ là ở các vùng nông thôn, ở các vùng xa, ở những vùng mà giáo viên cần phát huy vai trò của mình sẽ nằm ở mấy yếu tố sau. Một, đó là giáo viên cần phải là người hướng dẫn và loan tỏa về giá trị giáo dục gia đình.
Chúng ta thấy hiện nay là gia đình tan vỡ rất là nhiều. Tôi xin lỗi thầy cô, tôi cắm điện trước. À, xin lỗi các thầy cô ạ, tôi cắm cái sạc pin. Thế thì chúng ta thấy là một trong những cái vấn đề hiện nay mà các thầy cô phải đối mặt ấy, trong một lần đi nói chuyện về văn hóa đọc ở một cái ngôi trường ở một tỉnh miền núi, anh phó phòng công tác học sinh sinh viên của một sở có nói chuyện với tôi, hai anh em nói chuyện riêng thôi, và tôi cảm thấy giật mình. Anh ấy nói là trong một lớp học có 43 cháu thì có đến 23 cháu là bố mẹ bỏ nhau và ly thân. Đấy là anh ấy điều tra một ngôi trường. Thế thì chúng ta thấy là tan vỡ gia đình trong xã hội hiện đại là điều không ai mong muốn, nhưng nó sẽ tác động đối, đấy là câu chuyện về lớn, nhưng nó lại tác động đến trẻ con. Và nếu những gia đình nào mà may mắn không rơi vào hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy là có rất nhiều gia đình là bố mẹ mải làm ăn và không quan tâm, tức là cách trẻ cần nhất không phải là tiền, tiền cũng quan trọng đưa cho con. Và tôi, gia đình tôi có ba đứa con, mà ba đứa con rất nhỏ, trong hình trên cái avatar của tôi đấy là có ba đứa con của tôi đấy ạ. Thì một đứa còn bé, bây giờ 2 tuổi rưỡi thôi. Chúng ta thấy rằng là tiền bạc để chu cấp gia đình quan trọng, nhưng mà các cuộc điều tra trên thế giới, trong đó có cuộc điều tra của nước Nhật năm 2006 với hàng triệu học sinh, đều cho thấy một kết quả chung, đó là trẻ mong muốn nhất là thời gian bố mẹ dành cho con. Thế thì giáo viên hơn ai hết là người hiểu biết, là nhà giáo dục và là người phải kết hợp với phụ huynh để giáo dục con. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm đó là làm thế nào bằng nhiều cách, bằng các diễn đàn, bằng các hội thảo, bằng các trao đổi riêng, bằng các trao đổi trong nhóm, bằng các buổi nói chuyện, mời chuyên gia ở bên ngoài. Chúng ta làm cho phụ huynh hiểu được rằng là đứa trẻ muốn phát triển, triển lành mạnh, trở thành công dân tốt, trở thành học sinh tốt, thì điều đầu tiên phải ở gia đình trước, trước khi mà nói đến chuyện giáo dục ở trường học. Nếu như chúng ta đi dạy, chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết những đứa trẻ có vấn đề, ví dụ như đánh nhau ở trường, có mối quan hệ không tốt với bạn bè, hỗn láo với thầy cô, hoặc học kém, không tập trung, thì hầu hết rơi vào những đứa trẻ bị chấn thương tâm lý hoặc bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình. Hầu hết. Và trong kinh nghiệm của tôi, mặc dù tôi không là giáo viên chủ nhiệm, cho nên là cái thứ nhất mà giáo viên có thể làm được để làm phúc tinh cho cả vùng, đó là làm nào lôi kéo hướng dẫn phụ huynh nhận thức lại về vai trò của giáo dục gia đình. Từ đó phụ huynh điều chỉnh cái nhìn, hành vi của mình, và quan trọng nhất là dành thời gian đồng hành với con. Đó, ví dụ như là nếu có thể cô dạy mầm non chẳng hạn, làm thế nào để các bố mẹ buổi tối dành 10-15 phút đọc sách cho con nghe. Tiểu học cũng thế, đọc sách cho con nghe, trò chuyện với con. Nếu mà học sinh từ trung học cơ sở trở lên trung học phổ thông, bố mẹ làm thế nào đó để vẫn có thể trò chuyện được với con khi con đã bước vào tuổi dậy thì, rồi hiểu được vấn đề của con và đồng hành cùng với cha mẹ sẽ tốt nhất. Đó, cái việc thứ hai mà thầy cô có thể làm được khi đóng vai trò là người dẫn dắt, là người khai sáng, là phúc tinh của vùng, đó là thầy cô có thể phối hợp với nhiều lực lượng khác, với nhiều người khác để xây dựng những phong trào, những câu lạc bộ, những tổ chức, hoặc là tiến hành thường xuyên những hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững ở địa phương. Tôi lấy ví dụ như này, ở quê tôi chẳng hạn, về một điều rất đau lòng, đó là tất cả những chỗ nào có sông ngòi, chúng ta thấy là đều có rác đổ ra đó, và là người dân sống ở đó đổ chứ không phải người đâu xa. Thế thì trường học là một nơi mà các thầy cô hoàn toàn có thể truyền thông làm thế nào đó cùng với học sinh và cùng với người dân có thể làm sạch môi trường đó, hoặc là xây dựng một ý thức tốt thông qua giáo dục môi trường, thậm chí thông qua chính môn học của mình để làm được điều đó. Và đây là một cái điều vô cùng quan trọng, vì chất lượng cuộc sống của chúng ta xuống rất thấp do ô nhiễm môi trường. Trong đó có những việc mà đòi hỏi trên vĩ mô thì chính quyền trung ương, cái địa phương làm, nhưng có những việc mà chính bản thân chúng ta có thể hoàn toàn có thể làm được. Tôi lấy ví dụ, những người dân mà không ném rác ra nữa thì đương nhiên là cái sông suối, hồ ao, rồi đồng ruộng nó cũng sẽ sạch sẽ. Ví dụ chúng ta làm nông nghiệp, chúng ta ra đồng, chúng ta sẽ thấy là người dân ném thuốc trừ sâu, chai thuốc trừ sâu, hoặc là cái vỏ bao bì đựng thuốc trừ sâu thản nhiên xuống chính ruộng lúa của mình hay là cánh đồng của mình rất là nhiều. Thế thì giáo viên chúng ta là người nhận thức ra vấn đề. Ở đây ai cũng đọc cuốn sách Mùa Xuân Vắng Lặng của nhà văn người Mỹ, nữ nhà văn người Mỹ kiêm nhà khoa học người Mỹ, chúng ta thấy rất là khủng khiếp. Tại sao chúng ta thấy là trước kia đom đóm nhiều, châu chấu nhiều thế, rồi ban đêm khi mà trời mưa côn trùng kêu nhiều thế, mà bây giờ nông thôn của chúng ta đom đóm thì không thấy chuồn chuồn không, rồi côn trùng cũng không kêu rả rích trong đêm, bởi vì chúng chết hết rồi, chúng bị thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ chết, bởi vì toàn bộ những cái
côn trùng đó đều đẻ trứng, và trứng thì sống trong môi trường nước, nên môi trường nước mà bị nhiễm hoặc là đất bị nhiễm thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thì không có loài nào có thể sinh sản được. Và rất là kinh khủng là sách của bà đấy, bà ấy viết là các trứng của con chim đẻ ra khi mà bị ăn thức ăn nhiễm thuốc trừ sâu ấy, thì nó bị ung hết, nó không thể nào nở thành con. Như vậy ta sẽ thấy là tuyệt chủng sẽ đến rất là nhanh và phá môi trường sinh thái. Thế thì ngoài cái chuyện là giúp cho phụ huynh nhận thức về vai trò giúp gia đình, thì câu chuyện mà chúng ta có thể hướng dẫn phụ huynh hay cùng với phụ huynh làm đó là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Một cái nữa mà tôi thì nghĩ là trong tầm tay của giáo viên, nếu chúng ta có quyết tâm và chúng ta phối hợp tốt với nhau, đó là rất gần với nghề chúng ta. Giáo dục hiểu theo nghĩa rộng, không phải là chúng ta dạy một môn giáo khoa, ví dụ toán, lý, hóa, văn, chúng ta làm cho học sinh học một bài toán rồi chúng ta viết được một bài văn là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, như vậy là chúng ta giáo dục học sinh. Giáo dục học sinh là chúng ta phải tạo ra môi trường, như nãy tôi nói, cung cấp công cụ, tạo ra môi trường, lôi cuốn dẫn dắt, rồi nêu gương, rồi tác động bằng đủ mọi hình thức để học sinh tự chuyển biến, học sinh tự mình dùng năng lực của chính mình để cải biến bản thân. Người ta gọi đấy là tự khai sáng, chứ không phải chúng ta nhét vào đầu các em được. Thế thì ngoài việc dạy chuyên môn của chúng ta, các giáo viên trong trường, như chúng ta đang làm đây, chúng ta có thể tổ chức ra các câu lạc bộ đọc sách, các thư viện ngay chính trong trường mình, lớp mình và ở địa phương mình. Tôi lấy ví dụ, ngay cả khi chúng ta không có thư viện nào cụ thể, thì nếu chúng ta thay đổi cách thức chúng ta dạy học, thay đổi nội dung chúng ta dạy học, chúng ta đưa hoạt động đọc vào chính trong thời khóa biểu chính khóa, đó là trước kia chúng ta giảng cho học sinh nghe, bây giờ chúng ta yêu cầu học sinh cùng đọc với chúng ta, rồi mới có thể lĩnh hội được bài đó. Trước kia chúng ta ra một bài kiểm tra, chúng ta ra một câu hỏi là chỉ cần học sinh đọc sách giáo khoa, nhắc lại sách giáo khoa là hoàn thành. Bây giờ ta yêu cầu học sinh đọc một cuốn sách nào đó, đọc một đoạn nào đó. Ban đầu khi thiếu tốn sách vở, ta có thể mượn sách giao cho chính em đấy đọc luôn. Hoặc là nếu cả lớp mà chúng ta sẽ khó, chúng ta có thể photo một cái đoạn, một cái văn bản nào đó cho học sinh đọc để học sinh phải hoàn thành bài tập đó. Thế thì tiền photo cũng là một vấn đề, thế thì giải quyết như thế nào? Ngày xưa tôi dạy trường một trường trung học cơ sở, trường phổ thông rất thú vị. Khi chúng tôi là một trong những người đề nghị cái ý kiến này lên nhà trường. Thế thì nhà trường đồng ý ngay, chị bộ trưởng đồng ý ngay. Chị giao cho một cái bác trưởng ban phụ huynh ở lớp phụ trách việc này. Đó là phụ huynh ký một hợp đồng, có thể ký hoặc là hợp đồng miệng với một cái quán photo ở trường hoặc là ngoài trường, là sẽ photo ở đó. Thế thì sẽ có sổ cho từng lớp khi phụ huynh làm việc với quán photo đó. Thế là mỗi một lần mà giáo viên xuống photo bài cho học sinh thì họ sẽ đếm tờ ghi vào đó, và phụ huynh và giáo viên ký vào cái sổ đó. Thế sau đó cuối tháng thì phụ huynh thanh toán cho con. Và cuối mỗi kỳ thì có thông báo công khai về tài chính. Thì thực ra xem ra thì mỗi phụ huynh đóng chỉ có mất thêm 20.000. Nhưng các con thì có tài liệu photo đọc thoải mái. Vì tôi dạy môn lịch sử chẳng hạn, có rất nhiều tài liệu mà nếu mà bảo các con yêu cầu đến thư viện tìm đọc chẳng hạn là các con không tìm được. Lý do vì không phải cháu nào cũng biết cách dùng thư viện, mà đến được thư viện nhà, không phải nhà bạn nào cũng có một cái thư viện giống như là phòng khách nhà tôi ở phía sau lưng tôi đây. Cho nên nó khó. Thế thì tôi bằng cách là tôi phải đi photo cho các cháu. Thế nhưng photo, nếu mà thầy photo một vài lần thì ok. Nhưng nếu mà lớp mà 40 cháu mà thầy photo từ đầu kỳ đến cuối kỳ hoặc cả năm, thì với mức lương của thầy, với số tiền thầy dạy được, nhận được thỉnh giảng một tiết như vậy, thì thầy gần như là không còn tiền. Cho nên là giải pháp là nhà trường làm như vậy tôi thấy hợp lý. Thế thì các thầy cô có thể đề nghị nhà trường để làm sao chúng ta có được điều kiện tốt. Hoặc là nếu nhà trường khó khăn quá thì ở quy mô từng lớp chúng ta có thể làm việc với phụ huynh để chúng ta có thể là tạo ra được một cái điều kiện. Thực ra nó không tốn kém bao nhiêu. Ví dụ như là tôi photo nhiều như thế mà cả một kỳ chẳng hạn, lớp thanh toán hình như hết có 2 triệu tiền photo cho gần như tất cả các môn. Và cuối cùng 2 triệu như vậy chia cho 40 học sinh cũng không phải là nhiều, 50.000 đúng không ạ? 50.000 với mức thu nhập Hà Nội thì rất là chuyện rất là bình thường. Ở quê thì có thể các thầy cô không thể dùng nhiều như thế, dùng ít hơn thì nó cũng không đáng bao nhiêu. Mình xét về mặt tiền bạc, quan trọng là hợp tác, tổ chức và chúng ta làm việc với nhau như thế nào thôi. Thế thì quay trở lại, ngoài cái chuyện là trong chính môn học của mình các thầy cô làm cho học sinh yêu đọc, thích đọc, thì chúng ta có thể làm một cái nữa mà chúng tôi đã làm một số nơi rất hiệu quả, là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng với các phụ huynh làm tủ sách lớp học cho học sinh. Ví dụ tôi có 3 đứa con thì con nhà tôi mà cứ đi học đến trường nào là tôi làm tủ sách cho trường đó và lớp đó. Ví dụ như học trường mầm non thì tôi đến nói chuyện với chủ trường, với hiệu trưởng về vai trò của văn hóa đọc, sau đó tôi tặng một số sách cho trường, sau đó là vận động trường mua sách và bổ sung sách hoặc là lấy sách từ phụ huynh tặng để làm cho thư viện của trường phong phú. Và vừa rồi khi con tôi vào học trường tiểu học
thì tôi cũng cùng với cô giáo chủ nhiệm của các con làm tủ sách ở lớp học các con, và riêng nhà tôi tặng tủ sách lớp học của con là 105 cuốn. Cho nên là nếu các thầy cô mà vận động được phụ huynh cùng làm thì sẽ rất là tốt, bởi vì một lớp học mà có 300-400 cuốn sách để các cháu đọc, các cô dạy các môn tiếng Việt, dạy các môn xã hội cũng nhàn, mà các cô dạy tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Lý do là vì học sinh khi đọc tốt chẳng hạn, nó sẽ giải quyết các môn khác cũng tốt. Vợ tôi dạy toán và phát hiện ra một điều là vì học sinh đọc kém cho nên những bài toán và tính toán phép tính thì làm rất là tốt, nhưng bài toán nào, bài toán đố đấy, bài toán hình toán đố chẳng hạn, là có lời văn, có diễn giải điều kiện rồi yêu cầu học sinh hiểu sai, hoặc là đọc không hết đề, có khi là đọc mỏi quá chỉ đọc một đoạn đầu thôi, làm linh tinh một đoạn đầu nhưng còn đoạn cuối là không đọc. Thế thì ta sẽ thấy là cái câu chuyện là năng lực đọc rất là quan trọng. Cho nên là các thầy cô có thể làm được điều đó. Ngoài ra, ngoài chuyện phát triển văn hóa đọc, hướng dẫn các phụ huynh về giáo dục gia đình rồi môi trường, thì các thầy cô ngoài ra cũng có thể làm được nhiều công việc khác. Ví dụ như ở những địa phương khó khăn, các thầy cô cũng có thể là đầu mối tham gia các câu lạc bộ thiện nguyện, giúp đỡ những người neo đơn, hay là có thể là quyên góp ủng hộ những gia đình khó khăn. Ví dụ như ở Bắc Giang hiện nay có một số bạn dạy văn mà trước kia là đàn em của tôi học ở trường đại học sư phạm ấy, chẳng hạn, đã làm được rất là tốt điều này. Các cô đã gây được một cái quỹ để giúp học sinh nghèo vượt khó ở những cái làng, những cái huyện khó khăn. Và gần đây nhóm của chúng tôi là những người mà tốt nghiệp trường cấp 2, cấp 1 ở địa phương cũng đã xây dựng một cái thư viện trị giá 50 triệu cho trường tôi học ngày xưa, là trường trung học cơ sở. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tặng sách cho một số trường nữa. Thế thì chúng ta thấy là một mình chúng ta thì không làm được, nhưng mà trong tư cách là giáo viên, chúng ta có thể có thiết lập được mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, rồi chúng ta dễ nói chuyện với phụ huynh. Mà nếu như tấm lòng chúng ta chân thành, chúng ta biết cách làm việc, chúng ta biết cách thuyết phục, thì phụ huynh có thể ủng hộ chúng ta và làm được những việc đó. Và để làm những việc đó thì ông Hoàng Đạo Thúy ở trong cuốn sách này có nói đến một ý rất là quan trọng, đó là người thầy muốn có thể hấp dẫn, lôi kéo được người khác thì người thầy thực ra là phải rất là tinh tế, phải biết giữ gìn nhân cách, mối quan hệ của bản thân mình với người xung quanh. Cho nên ông ấy dặn một điều rất là hay như thế này, chẳng hạn như là ông thầy không phải là chỉ biết chăm chăm việc của mình là chỉ ở trong trường, mà thỉnh thoảng người thầy đó cũng phải đạp xe, thời các cụ là đạp xe mà, xuống thành phố, thị xã vào ngày nghỉ, vào hiệu sách mua sách về đọc. Thế thì người dân người ta thấy là ông giáo vào ngày thứ bảy chủ nhật là đi mua sách về cho trường, đi mua sách về bản thân đọc. Đấy là một cái thú rất là tao nhã, một cái nói lên cái tư cách trí thức của ông thầy. Cho nên tôi là một người khuyến đọc, tôi là người yêu đọc sách, tôi cảm thấy rất là buồn khi mà vào trong trường chẳng hạn, trong các cuộc nói chuyện của giáo viên ở phòng hội đồng, rồi ở các không gian công cộng cũng như là góc túm năm tụm ba với nhau, mà không thấy thầy cô bàn về triết học, văn chương, lịch sử, đọc sách bao giờ, mà chỉ nói về những chuyện đời sống đời thường. Thế thì không gian đó nó không thích hợp với những chuyện nói chuyện đời thường, mà chúng ta là giáo viên. Thế chúng ta nói chuyện là hôm qua chị đọc cuốn tiểu thuyết gì, hôm nay là tôi đọc sách triết học, tôi thấy hay lắm. Đấy là cái sinh khí của trường học. Và chúng ta nếu chúng ta đọc sách, chúng ta sẽ thấy là ví dụ chúng ta đọc những cái tác phẩm của nhà văn Tô Hoài, của nhà văn Nam Cao, rồi những cuốn sách của Hoàng Lão Thúy viết về giáo viên thời Pháp, chúng ta thấy là họ chỉ là các hương sư, tức là giống như giáo viên dạy vỡ lòng, giáo viên trường làng thôi. Nhưng họ gặp nhau, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, những câu chuyện họ đùa, họ nói chuyện, rồi họ nói chuyện về triết học, nói chuyện về thời thế. Đấy là cái tư cách của trí thức rất là hay. Nếu mà chúng ta gặp nhau chỉ nói chuyện là quần áo, nói chuyện là con cái, nói chuyện là thức ăn, nói chuyện là đi du lịch ở đâu, tất nhiên cái đó thì là ai cũng là người bình thường, đều có nhu cầu. Nhưng tôi nghĩ là nếu 365 ngày, 9 tháng ở trường học, chúng ta chỉ nói câu chuyện đó giữa các giáo viên với nhau là điều ấy rất là phí. Cho nên là tôi thì những chuyện riêng tư hay là những chuyện đời sống thì thường nói chuyện ở không gian khác, khi gặp bạn bè, đồng nghiệp. Hầu hết là chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau là đọc sách gì, xem phim gì, nghe ca nhạc gì, suy ngẫm thế nào về vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Thì chúng ta có thể bắt đầu bằng những đồng nghiệp thân thiết của chúng ta, và giáo viên cũng có thể thành lập câu lạc bộ đọc sách trong trường. Thứ hai, liên quan đến cái đối nhân xử thế và tư cách của ông thầy, thì ông Hoàng Đạo Thúy có nói là trong cái giao tiếp với người dân, giao tiếp với lại chính quyền địa phương, mà lúc bấy giờ ông ấy nói là quan lại đấy, chức dịch ở địa phương, thì người thầy phải giữ tư cách, có nghĩa là đối với chức dịch địa phương thì người thầy không kiêu ngạo quá.
Tức là cái gì cũng chống đối họ, kiêu ngạo thì họ sẽ ghét và sẽ không làm được việc. Nhưng người thầy cũng không nên gọi là quỵ lụy quá. Tức là người thầy phải luôn giữ được tư thế là một người nho nhã, lịch sự, trang trọng, nhưng không quỵ lụy quyền thế. Ông Hoàng Lão Thúy ông nói như vậy. Bởi vì làm như vậy thì chức dịch ở đó mới nể mình và tôn trọng mình và giúp mình làm việc tốt. Và với các phụ huynh cũng như vậy. Chúng ta đi làm ở địa phương chúng ta thấy rồi, phụ huynh quý, người dân quý bao giờ lôi kéo chúng ta đi chè chén nhậu nhẹt cỗ bàn, đúng không ạ? Không thể tránh khỏi. Thế thì ông ấy nói là người thầy thế thì không nên là sa đà vào cờ bạc và rượu chè. Ngày xưa các cụ là đánh cờ bạc ghê lắm, mời cả thầy chơi tổ tôm sóc đĩa tại nhà dân là bình thường. Thì ông Hoàng Đạo Thúy có nói là người thầy người ta mời rượu, mời chơi cờ bạc thì nên khéo léo từ chối. Nếu như không từ chối được thì uống một cách sạch đã giao mà thôi. Thế thì chúng ta thấy là cái này thì đôi khi về địa phương rất là khó tránh. Trong quan sát của tôi thấy là nhiều giáo viên trẻ khi mà về địa phương chẳng hạn là cũng nhiễm văn hóa rượu bia, và tôi thấy đấy là sự lãng phí sức khỏe, lãng phí trí tuệ và ảnh hưởng đến cái hình ảnh người thầy khủng khiếp. Cũng không phải là khoe nhưng cũng tâm sự thật với thầy cô luôn là tôi là người không rượu bia, thuốc lá và không cờ bạc. Những thứ đó là tôi đã thử thời sinh viên, mọi người là các bạn bè muốn lôi kéo nhiều nhưng không hứng thú. Ví dụ tôi chơi điện tử, chơi trò chơi điện tử khoảng 10 phút là tôi chán, không thấy cái gì hay cả. Và đánh bài cũng thế, đánh bài thời sinh viên thì sinh viên hay chẳng đánh bài, đúng không ạ? Nhưng mà tôi đánh bài, kể cả đánh bài ăn tiền với các bạn là sinh viên. Trước kia bạn của tôi đấy là đi thực tập buồn mà, nhưng mà nó cũng không hứng thú. Và rượu bia thì tôi hoàn toàn không uống. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái lời dạy của Hoàng Đạo Thúy khá tốt, bởi vì khi chúng ta say sưa chúng ta sẽ không có sự tỉnh táo. Và thực ra là người ta quý, người ta mời mình như vậy, nếu mình quá đà họ sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Nghề làm thầy bị soi xét rất là nghiêm khắc là như vậy. Nó không giống nghề khác. Một người làm nghề khác, ví dụ như là lái xe, làm nghề gì đó, họ có thể say sưa trong một đám cỗ nào đó và trước mặt người dân nó rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta thì tưởng tượng chúng ta là ông hiệu phó, chúng ta là một cô hiệu trưởng, chúng ta là một người giáo viên, đúng không ạ? Và chúng ta say sưa, chúng ta tham mê những cái đó, đương nhiên là cái sức mạnh trong lời nói của chúng ta nó mất đi rất nhiều đối với học sinh, phụ huynh đó. Cho nên là ông thầy ông ấy khuyên là ông học sinh khuyên là mình thầy phải nên cố gắng giữ gìn. Và một cái cuối cùng đó là ông thầy ngoài cái việc dạy dỗ cho học sinh cũng như là truyền dạy tri thức thì người thầy nên là một tấm gương trong đời sống của chính mình, đó là giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Nói này thì tôi cũng hơi xấu hổ vì tôi là người hơi lôi thôi, nhưng ít nhất là cũng không làm cho ảnh hưởng đến người khác. Đó là giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Nếu mà có vườn chẳng hạn thì vườn của mình cũng phải hay ho hơn vườn của người khác, người dân người ta nhìn vào và giúp đỡ người dân trong cả việc phát triển kinh tế, trong cả việc là định hướng cuộc đời. Và vai trò này chúng ta thấy là trong giáo dục hiện đại hiện nay điều này ngày càng quan trọng. Ví dụ chúng ta phải có nhiều trải nghiệm ở bên ngoài trường học để có thể là hướng dẫn về nghề nghiệp cho học sinh. Hướng nghiệp mà, hướng nghiệp rất là quan trọng. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ những yêu cầu của thầy cô hướng nghiệp cho các trò, nhưng các cô chỉ có một trải nghiệm duy nhất là từ khi ra trường sư phạm, các cô là sinh viên. Sau đó các cô đi dạy, trọn đời, chỉ làm mỗi nghề giáo viên. Thì rất là khó, học sinh sẽ khó mà tin tưởng được vì các thầy cô không có trải nghiệm. Lý do là vì do hệ thống tuyển dụng giáo viên ở nước ta là như vậy, hầu hết là chúng ta đi học rồi trở thành giáo viên, không giống như nước ngoài là giáo viên họ tuyển từ những người hoạt động xã hội nữa. Ví dụ như là tôi chẳng hạn là đi làm ở bên ngoài 10 năm chẳng hạn, sau đó lại trở lại trường làm giáo viên là rất là bình thường. Ở nước ngoài thì họ sẽ có rất nhiều trải nghiệm khác. Thế thì chúng ta để khắc phục cái đó thì chúng ta sẽ phải khắc phục bằng cách là chúng ta tự học, tự trải nghiệm. Cho nên là các thầy có thể là ngoài làm nghề giáo viên chẳng hạn thì các thầy có thể học thêm một cái gì đó, trải nghiệm ở bên ngoài không sao cả. Nó sẽ giúp cho cái chúng ta đưa những trải nghiệm mà chúng ta có bên ngoài, chúng ta đưa vào bài học, chúng ta đưa vào chuyên môn chúng ta, nó sẽ thuyết phục hơn nhiều. Cho nên chúng ta không phải lo lắng về câu chuyện là chúng ta làm một cái gì đó thì có ảnh hưởng chuyên môn không. Những cái gì mà nó không vi phạm đạo đức, nó không vi phạm pháp luật, nó lại giúp ích cho chuyên môn nữa thì tốt chứ. Ví dụ như là tôi nghĩ là giáo viên nên làm những cái việc như là nếu các thầy cô có đất chẳng hạn, các thầy cô trồng cây gì đó, ok tốt mà. Các thầy cô có khả năng viết lách, các thầy cô viết văn, các thầy cô viết báo, các thầy cô dịch sách, và vừa là kiếm tiền, vừa là trau dồi chuyên môn, vừa là giao tiếp với xã hội, vừa tích lũy thêm nghề nghiệp, tốt mà. Giáo viên chúng ta có rất nhiều tiềm năng, nhưng mà chúng ta đôi khi không dám sử dụng cái năng lực của chúng ta đó. Ví dụ ở nước ngoài, như tôi sống ở Nhật chẳng hạn, giáo viên phổ thông viết sách rất là nhiều, xuất bản rất là nhiều. Nhưng về Việt Nam, số lượng giáo viên phổ thông viết sách rất ít, và nếu có viết lại toàn là sách luyện thi. Nhưng mà sách vở cần những cuộc sống đâu có phải chỉ sách luyện thi. Các cô dạy lớp 1 chẳng hạn, các cô có thể viết về chuyện là giáo dục học sinh hư như thế nào,
giáo dục học sinh chưa ngoan ra sao, giáo dục gặp những câu chuyện khó khăn trong nghề nghiệp dạy mình ra như thế nào và giải quyết nó ra sao, hoặc là kể cả thất bại của mình nữa, đã không giáo dục được học sinh XYZ này và phân tích lý do tại sao như vậy, hoặc là viết sâu về nghiên cứu về chuyên môn của mình, hoặc là một cái dễ nhất và phổ biến nhất trên thế giới, đó là thầy cô tóm tắt, khái quát, phân tích lại thực tiễn giáo dục của mình. Ví dụ như là cùng là bài này tiếng Việt chẳng hạn, năm này tôi dạy như thế này, tôi ứng dụng cái biện pháp này, kết quả ra như thế này, kết quả đạt được như thế này, mà tôi thấy chưa đạt được chỗ này, tại sao lại như thế, lý giải. Chúng ta có thể xuất bản trên tạp chí, chúng ta có thể xuất bản thành sách, chúng ta có thể xuất bản trên nội san, và chúng ta có thể in nội bộ để trao đổi với đồng nghiệp. Cho nên là giáo dục của nước ngoài phát triển một phần là vì họ trao đổi thực tiễn với nhau, trong khi chúng ta chỉ trao đổi giáo án, tức là một thứ không tưởng, một cái thứ chưa hề diễn ra trong thực tiễn. Cho nên là nó sẽ rất là khó. Kia họ trao đổi thực tiễn, tức là đã áp dụng thực tế như thế nào, bằng cách nào, đạt được kết quả ra sao, chưa đạt được cái gì, và người giáo viên nhận thức về vấn đề đạt được và chưa đạt đó, nguyên do tại sao, cần phải cải thiện những gì. Cho nên là ví dụ như tôi mà đến trường A này mà thầy X dạy chẳng hạn, dạy toán lớp 2 chẳng hạn, tôi sẽ muốn tìm hiểu là trên thực tế thầy dạy như thế nào. Nếu như thầy mà đã viết được một cái thực tiễn như vậy, tôi đọc ở đó rồi, và tôi cộng với lại quan sát dự giờ thầy cô, thì đương nhiên là tôi sẽ nhận ra vấn đề và tôi sẽ học được rất là nhanh. Chúng ta lưu trong thư viện để những đồng nghiệp đi sau, và nó sẽ làm được. Còn cái sáng kiến kinh nghiệm mà chúng ta làm ấy, thực ra là nó là một phong trào, một cái áp đặt từ phía bên trên xuống, cho nên nó không hiệu quả. Bởi vì là khi mà áp đặt như vậy, có phải ai cũng có sáng kiến đâu, chưa kể là không có người hướng dẫn, kết quả là dẫn đến là chúng ta viết đi và bỏ đi rất là phí, hoặc là chỉ nộp cho có. Đây là chúng ta hoàn toàn vô vị lợi, hoàn toàn là vì mục đích nâng cao nhận thức của chúng ta và phục vụ công việc chuyên môn của những người giáo viên với nhau. Giống như chúng ta ngồi ở đây, từ người nói chuyện như tôi chẳng hạn cũng không được lợi ích vật chất gì, cho đến người tổ chức, cho đến các thầy cô ở đây. Nhưng chúng ta vẫn ngồi ở đây là vì chúng ta đều mong cầu, một là sự phát triển của chính bản thân chúng ta. Không gì vui hơn khi chúng ta thấy chúng ta trưởng thành về mặt trí tuệ và tâm hồn, đúng không ạ? Thứ hai nữa là chúng ta thông qua cái sự phát triển của bản thân chúng ta, vì chúng ta làm thầy giáo, chúng ta là những người làm văn hóa, chúng ta lại có thể làm cho môi trường xung quanh chúng ta, làm cho những người khác có thể hưởng thụ cái đó và tốt hơn. Ví dụ như chúng ta có thể làm cho chính con chúng ta, khi cái thầy cô có nhận thức trí tuệ tốt, chúng ta làm văn hóa đọc tốt, thì chúng ta phát triển chính cho con chúng ta. Ví dụ tôi là người khuyến đọc, thì cái sung sướng nhất của tôi không phải là sống được bằng nghề đó hay là viết được bao nhiêu cuốn sách, mà cái sung sướng nhất của tôi chính là ba đứa con ở nhà tôi cũng là mọt sách luôn. Còn tôi khuyến lớp 1 đọc 105 cuốn sách, mà cuốn sách có những cuốn sách dày 500 trang, trong khi cháu 7 tháng học online và cũng không có học tiền tiểu học, bố mẹ không dạy trước để đọc sách. Cháu chỉ học 3 tháng là cháu tự phát minh ra, cháu đọc được, cháu biết cách ghép vần, và sau đó là cháu rất mê đọc sách. Bây giờ một số thầy cô sẽ biết là nhà tôi có rất nhiều sách, cái giá sách đằng sau lưng tôi trên ảnh ấy chỉ là một phần thôi, mà cả nhà thích đọc sách, từ vợ chồng cho đến các con. Và đấy là cái hạnh phúc nhất khi mà bản thân tôi trưởng thành. Thế thì cái câu chuyện như tôi vừa nói là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Và nếu như các thầy cô có quyết tâm suy ngẫm về nó, có một cái chí giống như là thầy Hoàng Ngọc Thúy nói đấy, là chúng ta sẽ làm được. Và khi làm được như vậy thì rất là kỳ diệu. Chúng ta lại thấy năng lượng làm việc tràn đầy. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc với nghề của chúng ta. Và lại chúng ta lại thành công ở trong nghề. Hầu hết những người tìm kiếm được hạnh phúc, những người mà có năng lực tự học hay là quyết tâm tự học và tự trưởng thành, họ lại tìm thấy những cơ hội ngay trong chính những người, trong cái môi trường của những người khác cảm thấy khó khăn. Đó. Cho nên là rất mong là các thầy cô sau buổi ngày hôm nay, ít nhất đối với bản thân mình, sẽ có một thói quen đọc sách, cố gắng mỗi ngày dành ít nhất là giáo viên dành một tiếng để đọc sách. Ví dụ chúng ta có thể bận rộn thì ta tách làm hai, sáng dậy sớm 30 phút đọc sách, tối trước khi đi ngủ xong hết mọi việc ta đọc sách 30 phút rồi ta đi ngủ. Như bản thân tôi chẳng hạn, nhà ba đứa con, không người giúp việc, không ông bà ở cùng, tôi viết và dịch được 90 cuốn sách. Nhiều người có nói là thế thì anh viết và dịch vào lúc nào, thì tôi thường dậy sớm vào lúc 4:30 tối, đi tối đi ngủ sớm, sau đó là 4:30 5 giờ sáng dậy, bật máy tính lên viết từ 5 giờ cho đến 7 giờ, sau đó đưa con ăn sáng, cho con ăn sáng và đưa con đi học. Thế còn sau đó mới quay về làm những việc của mình. Viết thì phải yên tĩnh mà, cho nên mỗi ngày tôi chỉ viết 2 tiếng vào khoảng thời gian đó thôi, nó vẫn ok. Cho nên nếu mà các thầy cô chẳng hạn mỗi một ngày dành ra ví dụ như 1 tiếng để đọc sách thì rất là tốt. Chúng ta có thể là soát lại cái thời gian biểu của mình. Tôi nghĩ là không ai bận rộn được Tổng thống Obama hay là ông Bill Gates, nhưng họ vẫn đọc sách được cơ mà. Không có lý gì chúng ta chỉ là người giáo viên bình thường mà chúng ta lại không đọc sách. Tôi thấy là thời gian dành cho điện thoại, thời gian dành cho TV hơi nhiều. Cho nên là nếu chúng ta cắt thời gian đó đi, TV trước kia chúng ta xem 2 tiếng, giờ ta xem 1 tiếng. TV để giải trí thôi mà.
Thế thì ta dành một tí tiếng để đọc sách. Nhà tôi là 20 năm nay là phòng khách không có tivi. Khi cần có thể mở máy tính để xem thôi, không có tivi vì con nhỏ xem không cần thiết. Học tiếng Anh tôi chỉ cho con dùng khoảng 15 phút một ngày để học tiếng Anh chẳng hạn, 15 phút. Còn lại là dành cho đọc. Bởi vì là trước trung học cơ sở việc đọc tôi nghĩ là quan trọng nhất, cộng với rèn luyện thể lực là quan trọng hơn những việc khác. Đó, thế thì xin chia sẻ một chút với các thầy cô về nội dung cuốn sách Nghề Thầy của cụ Hoàng Đạo Thúy, cũng như triết lý giáo dục của cụ, cũng như là quan điểm của cụ là tại sao người thầy lại phải trở thành một nhà khai sáng, một nhà hoạt động xã hội, mà nói gọn lại là phúc tinh của một vùng, thay vì chỉ truyền dạy tri thức. Thì chúng ta thấy rằng là người thầy có đầy đủ điều kiện, có đầy đủ trí tuệ, sức khỏe, địa vị, tư cách để làm điều đó. Và thứ hai, khi làm điều đó thì người thầy sẽ thu lợi được nhiều thứ cho chính bản thân mình, cho gia đình mình và cho cả người dân trong vùng nữa. Và thông qua việc làm đó, chúng ta là một người thầy bình thường, không có chức vụ, cả đời chỉ làm giáo viên không thôi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về công việc của mình, vì thông qua đó chúng ta đóng góp được sự gọi là có ích cho xã hội. Và khi xã hội tốt đẹp lên, đương nhiên là chúng ta được hưởng thụ cái sự tốt đẹp đó. Tại vì chúng ta biết rằng là chúng ta không thể nào mà không tưởng đến mức độ là mong cầu người khác tử tế tốt đẹp với mình, hay là được hưởng sự tốt đẹp của xã hội, nhưng chúng ta có phần tạo ra sự tử tế đó, đúng không ạ? Cuộc đời nó rất là công bằng, hay nói khác là nó có cái logic của nó. Nếu như chúng ta thấy rằng là chúng ta không đào tạo những người học sinh tốt, chúng ta không tạo ra được một cái dấu ấn nào đó để phụ huynh yêu quý kính trọng chúng ta, thế thì làm sao chúng ta được hưởng hạnh phúc và con chúng ta lại gặp được những người tốt đó. Đấy là một cái mà tôi luôn tâm niệm, để mặc dù mình cũng có những cái xấu, những cái không hoàn thiện, nhưng mình sẽ phải luôn hướng thiện, mình sẽ phải luôn nỗ lực để mong chờ rằng là mình sẽ được hưởng cái sự tốt đẹp đó từ những người xung quanh, từ xã hội, như con mình sẽ được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn và sẽ không phải chịu đựng những cái mà chúng ta là người lớn, chúng ta còn bất mãn, chúng ta còn băn khoăn, chúng ta còn chưa hài lòng. Và xin cảm ơn tất cả các thầy cô. Các thầy cô sau đây thì có thể trao đổi hoặc là đưa ra các câu hỏi. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy Vương. Thông qua cái chia sẻ của thầy thì em đã phần nào hiểu về cái việc đó là người thầy là một phúc tinh của một làng như thế nào. Và em đặc biệt ấn tượng với cái ý tưởng đó là cái việc đó là phát hiện ra vấn đề, phát hiện ra vấn đề và cái này nó đến từ một loại năng lực mà chỉ có người thầy, một người học nhiều và đọc nhiều mới có thể phát hiện được. Đó là cái sự năng lực nhạy cảm với thời cuộc. Tức là khi chúng ta nhìn thấy một vấn đề đang được nảy sinh tại cái vùng này, tại địa phương này, là người thầy đã như là một cái cảm biến nhiệt, nhận định được rằng là trong một khoảng thời gian nào đấy sắp tới đây, nếu điều này vẫn cứ tiếp tục lặp lại, điều này vẫn tiếp tục nhân bản lên, thì câu chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu người thầy cảm nhận được điều này thì họ đã phát hiện ra vấn đề của địa phương và họ tạo ra cái mới, họ làm chủ cuộc chơi, và lúc đấy thì họ mới phát huy được cái tinh thần khai sáng của một người làm thầy. Bởi vì là nếu chúng ta hiểu được rằng là tại những cái thời kỳ mà những cái giai đoạn gọi là những giai đoạn đói nghèo hoặc trầm luân của đất nước, những giai đoạn mình hiểu là những thời kỳ đen tối, thì người thầy là người nắm tri thức, thì đương nhiên cái việc mà khai sáng cho một vùng là một cái chuyện rất dễ dàng, là một chuyện rất dễ dàng. Vậy nhưng nếu như thời đại của chúng ta ngày nay mà chúng ta thấy rằng là cái trình độ học vấn của người dân đã cao hơn rất là nhiều, cái đời sống tinh thần và đời sống vật chất của người dân cũng đã khác xưa, đã hơn hẳn ngày xưa rất là nhiều rồi, vậy thì người thầy còn vai trò gì nữa không? Người thầy còn vai trò gì nữa không? Và em hiểu được rằng là mọi thời cuộc đều luôn luôn có những vấn đề tiềm ẩn phát sinh, và người thầy là người có cái năng lực nhạy cảm để đo và đoán được cái điều này, và họ phát hiện được ra và họ đón đầu và họ làm cái điều gì đó để cho những cái vùng này họ không phải lâm vào những cái hoàn cảnh như thế, hoặc là họ sẽ cải thiện được cái tình trạng hiện tại. Và cái câu chuyện mà thầy Vương chia sẻ thì làm em nhớ đến cái là em nhớ đến cái bộ phim Lớp Học Bồ Câu. Không biết rằng là các thầy cô giáo và các anh chị em nhà mình đã từng xem bộ phim hoạt hình Lớp Học Bồ Câu chưa ạ? Bộ phim hoạt hình Lớp Học Bồ Câu đấy thì kể về một cái xóm động vật, là cái xóm Bình An, gọi là cái trại Bình An, bao gồm là lợn này, chó này, mèo này, gà, vịt, dê ở với nhau. Và những người này thì ở với nhau thì họ cãi lộn nhau suốt ngày, trẻ con thì tranh ăn và nghịch ngợm, nó chơi những trò nghịch rất là dại và rất là phá phách. Người lớn thì kèn cựa và đố kỵ lẫn nhau, không không bao giờ chia sẻ và nhường nhịn cả, suốt ngày chỉ cãi vã thôi, suốt ngày chỉ cãi vã thôi. Và cuối cùng là anh gà trống anh ấy mới nghĩ ra một việc là
Phải phải mời được anh bồ câu về. Anh bồ câu là người có học vấn trong làng và đi học trên tỉnh rất xa, phải mời anh bồ câu về để làm thầy giáo cho cái vùng này. Và thầy giáo bồ câu đấy về thì sau khi thầy về thì thầy làm cách mạng tại cái làng đấy, thầy dạy người lớn làm ăn và thầy dạy cách chia sẻ và giúp đỡ, thầy bao dung và tha thứ cho tất cả mọi người và thầy dạy học cho bọn trẻ con, dạy học cho bọn trẻ con. Và em Hảo hiểu rằng là phúc tinh của một làng, phúc tinh của một vùng là như vậy. Nhưng nếu cái lớp học bồ câu đấy là một sự cách mạng về về cái đời sống vật chất, cái sống vật chất những thứ gì rất là hiện hữu bên ngoài, thì thời buổi hiện nay giống như thầy Vương nói rằng một người thầy có được sự nhạy cảm thì phải là sự nhạy cảm về cái vấn đề đó, là sự thiếu hụt về 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 trí tuệ, về trí tuệ và cái về mặt tâm thức và đạo đức của giới trẻ cũng như là của con người ngày nay. Chúng ta phải nhận thức được điều đấy. Chúng ta phải nhận thức được rằng là ngay trong chính bộ máy của chúng ta, trong chính nội bộ, thầy cô giáo, những anh chị em đồng nghiệp của chúng ta mà đã có những người là ngại học, lười học và không muốn tiếp cận cái mới, không muốn đổi mới bản thân. Ở trường thì không nói gì câu chuyện về triết học, học thuật cả, mà chỉ nói về về cái câu chuyện là ăn gì, mặc gì, xem gì và đi chơi ở đâu thôi. Thì nếu như thế thì nếu điều này tiếp tục lặp đi lặp lại và cứ bị nhân bản lên thì chắc chắn nó sẽ tiềm ẩn một nguy cơ là cái sự sa sút về về tâm và trí của con người sẽ càng ngày nó càng trầm trọng. Và nhà mình có câu hỏi gì đặt cho thầy Vương không thì chúng ta hãy gõ vào ô chat hoặc chúng ta có thể giơ tay để cùng giao lưu với thầy. Để cùng giao lưu với thầy. Vâng, các thầy Và ngày xưa cô cứ trao đổi thoải mái ạ. Chúng ta giống như buổi nói chuyện là thân mật giữa những người đồng nghiệp với nhau thôi ạ. Không vấn đề gì đâu ạ. Dạ Các thầy vâng ạ, cô có em có thể nhìn thấy hỏi. cánh tay của em có nhìn thấy cánh tay của cô Nguyễn Tuyết đến từ Cà Mau ạ. Em mời cô ạ. Dạ, ban tổ chức đã mở mic cho cô Tuyết rồi đó ạ. Em xin chào thầy Vương và tất cả quý thầy cô trên toàn quốc ạ. Em hiện tại là họ tên của em là Nguyễn Tuyết và hiện tại đang là giáo viên dạy môn ngữ văn trường trung học cơ sở tại thành phố Cà Mau. Thì em được biết thầy rất là nhiều và hôm nay may mắn làm sao mà em lướt qua Facebook của thầy em nhìn thấy cái chương trình này và em vào hơi trễ. Thì em đi thẳng vào vấn đề là giải quyết. Đã biết thầy lâu rồi và cái vấn đề giải quyết ở đó là em cần làm một cái tủ sách cho lớp học của con gái á, ngay tại trường. Em thì em dạy khối 9 nhưng mà con em thì dạy học khối 8. Vì vậy cho nên mình muốn làm ngay cho cái lớp của con mình nhé thầy. Thì em thấy nó thiết thực hơn bởi vì em nghĩ là tự nhiên mà em đi phát động cho những cái lớp khác á, thấy nó cũng hơi khó khăn đó thầy. Ví dụ như mình lấy chính danh mình là phụ huynh là con của là có con học ở cái lớp học đó thì mình muốn làm một cái tủ sách cho để tặng cho các con ở trong lớp thì em mong thầy góp ý cho em như vậy thì nó khả thi không ạ? Cái đó rất là dễ thôi mà. Thực ra làm tủ sách như mình làm tủ sách cho con trai lớp mình ấy, nếu mà cô giáo chủ nhiệm mà ủng hộ ấy chẳng hạn thì chỉ có 15 phút là xong thôi mà. Ví dụ như là nếu giáo viên cô mà vận động được giáo viên chủ nhiệm ủng hộ này, tất nhiên là phải xin phép thầy hiệu trưởng, cô hiệu Dạ trưởng, dạ mà cô hiệu trưởng là ok, đấy là phù hợp với cô chủ nhiệm, cô hiệu trưởng ok, thì việc còn lại chỉ là vận động các phụ huynh khác tham gia. Thế thì vụ phụ huynh khác tham gia thì có rất nhiều người, là ví dụ như là những người yêu sách như mình hay những người mà có học vấn nhất định chẳng hạn, thì họ sẽ hiểu ngay ra vấn đề và ủng hộ nhiệt tình. Nhưng cũng có những phụ huynh thờ ơ hoặc là chưa 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 nắm được vấn đề, họ có thể là băn khoăn. Thế thì ta sẽ không bao giờ ta cần đến là 100% phụ huynh đồng ý ta mới làm. Thế thì cái nhóm phụ dạ huynh mà tiên phong đó, ví dụ như mình chẳng hạn hoặc là cô giáo chủ nhiệm chẳng hạn, đây mình kể rất là thật cái chuyện làm tủ sách, là ví dụ như là khi mà xin phép cô hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đồng ý xong cái là mình đã hứa luôn là sách ở trong làm lớp là không phải lo, nhà mình sẽ tặng được, bây giờ là lớp chỉ phải lo mỗi cái tủ sách thôi. Thế dạ thì có những phụ huynh sẽ đồng ý ngay cho một cái tủ sách cũ, nhưng mà tủ sách đấy khi mà đưa đến lớp thì nó lại màu, nó lại không hợp với màu tường, nó hơi xấu. Dùng tạm dạ thì được nhưng mà dùng lâu thì nó xấu. Thế thì đặt ra một cái vấn đề là phải có tủ mới. Cái tủ mới thì nó cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà vấn đề là phụ huynh có nhiệt tình hay không. Thế thì khi mà đưa ra bàn thì có nhiều phụ huynh lưỡng lự. Thế là cô giáo chủ nhiệm cô ấy nói luôn là nếu mà lớp mà phụ huynh mà không có đóng góp làm được cái tủ đấy thì cô sẽ tặng một cái tủ như vậy. Thế thì đương nhiên khi mà cô chủ nhiệm nói như vậy thì không có phụ huynh nào mà để cô chủ nhiệm phải đi tặng cái tủ sách nữa, chỉ có 1-2 triệu đó cho lớp mà cho chính con mình ấy. Cho nên là ok, làm rất là nhanh. Cho nên nếu như mà cô làm cho lớp con mình thì đúng là rất thuận lợi, vì người ta sẽ bảo là nếu cái việc đó có ích chẳng hạn ấy thì cô phải làm cho chính con cô, người ta sẽ nhìn vào đó ra làm theo chứ không phải là nơi khác.
Cho nên là mình cũng Dạ. thế, mình nghĩ là ở đâu là mình làm cho chính gia đình mình, ví dụ nhà mình có thư viện này, Dạ. các chị em gái rồi em trai đều có thư viện trong nhà này, rồi con của lớp mình học đến đâu đều có thư viện đến đó. Cho nên nếu như mà cô Tuyết mà làm cho lớp của con mình chẳng hạn đấy, thì nếu giáo viên chủ nhiệm hiệu trưởng ok thì gần như là 80% là xong rồi. Thế còn lại là về mặt sách chẳng hạn thì vận động phụ huynh cùng đóng góp. Nếu như phụ huynh ngại đóng bằng tiền, tại vì là có thể giáo viên ngại về chuyện tiền nong ấy, thì ta làm rất Dạ. là đơn giản, ta cho các con kê khai những cuốn sách các con thích đọc, những cuốn sách mà cô Tuyết có thể liệt kê ra là thích, sau đó là cho phụ huynh đăng ký mua một cuốn sách nào đó, đúng không ạ? Nếu các Dạ phụ dạ. huynh không thích nộp tiền thì đây là danh sách mà các con thích đọc sách những cuốn này, À, dạ tốt dạ. nhất là bố Thank mẹ mua cho chính con mình cuốn đó, ví dụ như rơi vào you. đó, ví dụ bé Bảo An chẳng hạn nhé, là con thích ví dụ như là cuốn sách Toto Chan lên cửa sổ chẳng hạn, thế thì làm việc với bạn đưa cho cái danh sách đó cho phụ huynh bạn Bảo An, bố bạn Bảo An sẽ mua cuốn sách đó và đưa cho cô giáo chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm sẽ ký vào đó để đây là sách của mình, dán nhãn lên và ở trên tủ. Như vậy phụ huynh thoải mái chưa? Rõ ràng là phụ huynh rất thoải mái đúng không, rất là công khai minh bạch, không có ai là đụng chạm gì đến câu chuyện nhạy cảm tiền nong ở đây cả, tất cả là vì con em chúng ta thôi, đúng không ạ? Do vậy là sẽ rất là thoải mái. Do vậy là con thích đọc sách gì bố mẹ mua chính sách đó, còn lại là cô Tuyết tặng sách gì đó là việc riêng của cô. À, cô chủ nhiệm tặng sách gì việc riêng của cô, nhưng mà 47 cháu chẳng hạn ví dụ thế đăng ký, mỗi cháu đăng ký một cuốn, phụ huynh ít nhất là mua tặng các cháu một cuốn này, đúng không ạ? Và ngoài ra thì giá Dạ. sách, ví dụ mỗi phụ huynh góp 20.000 để mua giá sách đơn giản, mà thậm chí có những phụ huynh làm thợ mộc ấy, họ hoặc là những phụ huynh có điều kiện kinh tế khá hơn ấy, họ hiểu được vấn đề ấy, họ có thể tặng luôn tủ sách mà 2 triệu đối với một cái thu nhập của một phụ huynh ở bây giờ, kể cả các địa phương nó cũng không phải vấn đề lớn, vấn đề là chúng ta làm cho họ hiểu được ý nghĩa công việc của chúng ta. Và tôi cũng là một người đi xin sách, xin học bổng, xin trợ giúp cho rất nhiều học sinh trên cả nước. Tôi biết được một điều là tại sao mình xin người khác cho, vì họ tin rằng là mình không có đụng chạm gì vào cái đó, cho nên là nếu như mình mà làm cho phụ huynh hiểu thì cái chuyện tặng một tủ sách nó cũng không phải vấn đề quá khó. Còn lại các phụ huynh khác làm sao lôi kéo được tất cả phụ huynh tham gia dù ít dù nhiều, nó sẽ giúp cho là các phụ huynh có trách nhiệm và quan tâm, thông qua đó nó chứng tỏ sự quan tâm đến con, đứa con sẽ rất cảm động khi bố mẹ mua tặng cho chính con mình một cuốn sách mà con muốn đọc, đúng không ạ? Đó thì chắc là sẽ thành công thôi. Nếu trong quá trình làm mà cô có mắc gì thì có thể là nhắn tin hỏi tiếp. Dạ thầy ơi, cái mục tiêu của em đó là không phải chỉ có lớp học của con em đâu, mà từ đó thầy để phát triển ra toàn trường các lớp học đều có tủ sách. À, Đúng rồi, nghĩa cho là nên như là vậy. cô làm tốt ở lớp con ấy, hoạt động tốt thì trẻ con nó sẽ bàn luận với nhau về, nó nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ lan truyền nhau, và do vậy khi ta làm các lớp khác sẽ rất là dễ. Ví dụ như Như sau vậy khi luôn lớp hả con nhỉ? mình có tủ sách chẳng hạn, là giáo viên nhà trường đã có kế hoạch là sẽ triển khai ra toàn toàn trường. Nghĩa là trước hết mình sẽ làm mẫu và mình làm vận hành cho nó thật tốt ở cái lớp học Đúng của rồi, con đúng mình rồi, trước đúng rồi. thầy ha. Đúng Rồi rồi, sau đúng đó rồi. mình mới phát triển. À, ví dụ em hỏi thầy câu là với lớp 9 thì các bé đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi á, có lẽ là làm rất là khó khăn thầy hình dung ạ. Thì các cháu sẽ nghĩ rằng là đóng góp bây giờ là mình chuẩn bị ra trường rồi thầy. Thầy có cái cao kiến nào cái chỗ này để em có thể giải thích cho các bé hiểu hoặc là phụ huynh hiểu để Vấn họ đề tham là gia. vấn đề là các con, khi các con mà làm lớp 9 chẳng hạn, các con làm tủ sách, thì lên lớp 10 cơ hội để các con được các anh chị để lại tài sản, tức là sách cho các con đọc cũng rất là cao. Tại vì khi chúng ta con cho đi chẳng hạn thì chúng ta mới nhận được chứ, đúng không? Chứ không bao giờ có chuyện là chúng ta không cho người khác, làm sao chúng ta nhận lại được, đúng không? Tại vì là vật chất nó có phải tự nhiên sinh ra đâu, nó phải có người làm ra nó chứ, đúng không? Chúng ta như giáo viên chúng ta chẳng hạn, chúng ta có sản xuất ra củ cải vật chất đâu, chúng ta có làm ra thịt làm ra cá đâu, nhưng mà chúng ta tạo ra một cái sản phẩm tinh thần để rồi đổi lấy thì người dân sẽ cung cấp lại những vật phẩm kia cho chúng ta. Do vậy là trong cuộc sống thì phải làm cho học sinh hiểu điều đó. Khi các con làm một tủ sách, các con đọc trong một thời gian rồi các con tặng lại các em lớp ở cái lớp đó, có thể là lớp 8 hoặc lớp 9 đó là học lớp các con, thì khi lên lớp 10 rất có thể các con sẽ bằng cái câu chuyện của mình sẽ làm cho các anh chị hoặc là nhà trường đó cảm động, và có thể là các con sẽ trước đó là trường đó đã có tủ sách rồi và con có thể nghiễm nhiên được thừa hưởng cái tủ sách đó. Cho nên nếu các con mà lại không để lại cho các em mà lại hưởng thụ cái sách của các anh chị kia thì nó sẽ là một điều vô lý. Hơn nữa là nếu như ta chưa được hưởng ngay thì đấy cũng là một điều là trước đó có rất nhiều người đã nghĩ cho chúng ta, luôn lo thiệt là như vậy, cho nên nó không có. Cho nên bây giờ ta phải là người nghĩ khác đi và tạo ra cái mới đó, tạo ra một tiền lệ đó. Cho nên phụ huynh hiểu ra thì cũng không vấn đề gì đâu. Cái đấy thì cũng không không phải đáng ngại lắm, quan trọng là thuyết phục của mình thôi.
Dạ, rồi em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Dạ, em cảm ơn thầy Vương, em cảm ơn cô Tuyết. Về cơ bản thì theo em thấy rằng là điều cô Tuyết đang lo lắng chắc sẽ không có khả năng xảy ra đâu. Bởi vì là các con nó sẽ không nghĩ gì nhiều đến chuyện là sau khi nó đi. Bởi vì không có đứa trẻ nào sở hữu cuốn sách đấy là 3 năm làm gì cả. Sách chỉ để sử dụng, và sau khi các con muốn mang được cuốn sách này đi chỉ có duy nhất một cách thôi. Đó là con đọc cuốn sách này và để nó vào trong đầu của mình, là con đã mang cuốn sách này đi rồi. Sau khi con đã đọc xong cuốn sách rồi là gần như sách là đã xong rồi. Nó đã phát huy đủ vai trò của nó rồi. Thì mà cái điều vai trò quan trọng nhất là con lại tiếp tục để cái cuốn sách này lại, và lại có những người khác được ăn, lại những có những người khác được ăn, thì đó là điều rất là tuyệt vời. Và mình sẽ cởi mở luôn, thêm cả khai phóng. Và nếu các con mà suy nghĩ lo lắng được cái chuyện đó như của cô Tuyết ấy, mà mình có cơ hội để mình nói được điều này ra thì rất là dễ để các con biết được rằng là mọi thứ trên thế giới này chỉ để sử dụng thôi chứ không phải để sở hữu. Giống như kiểu là sau khi mà các con đi, lúc mà các con đến đây đâu phải là một cái lớp trống đâu, một cái lớp mà nó sẵn bàn ghế rồi. Sẵn bàn ghế rồi, nên là các con chỉ có thể mang cuốn sách này đi khi mà các con đã đọc rồi và đưa cái cuốn sách này vào trong này rồi, là con mang đi nó khắp thế giới luôn. Kể cả sau khi con mang cuốn sách này lên trường cấp 3, lên trường đại học thì vẫn có khả năng là con làm mất cuốn sách này, nhưng một khi con đã thâu nhiếp nó vào trong cái đầu rồi thì không ai lấy được của con nữa. Thì rất là mong rằng là cái dự án của cô Tuyết cùng với tất cả các em học sinh tại lớp của mình và lớp của con gái mình sẽ thành công. Và sau đây thì chúng em cũng sẽ gửi vào đây cái đường link đăng ký của văn hóa kiến tạo văn hóa đọc vùng cao, dành 30 ngày để dành cho những ai mà muốn được lan tỏa văn hóa đọc. Bởi vì đôi khi chúng ta rất yêu đọc, rất thích đọc, nhưng không phải ai cũng có được một nguồn năng lượng giống như là thầy Vương để có thể là chỉ thông qua một buổi nói chuyện mà có thể lan tỏa được cái điều này cho mọi người. Nên chúng ta hãy học tập nhiều và để trở thành một cái người mà có thể lan tỏa văn hóa đọc được. Thì em rất là mong có thể được gặp cô Tuyết trong hành trình kiến tạo văn hóa đọc vùng cao năm 2023, chuẩn bị là sẽ được bắt đầu vào ngày mùng 4 tháng 2, à ngày mùng 4 tháng 12 tới đây ạ. Và chúng em sẽ gửi link đăng ký đã được gửi vào ô chat rồi ạ. Thì cô Tuyết có thể đăng ký và follow. Đây là một hành trình đồng hành cùng với những người yêu đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc sách miễn phí. Nên em rất là mong được gặp lại cô Tuyết ạ. Rồi ạ, thưa thầy là em còn có một câu hỏi nữa. Còn có một câu hỏi nữa, đó là có một cô giáo, cô Kim Hoa thì rất là muốn. À, cô Kim Hoa thì có câu hỏi là cô Kim Hoa đã viết rất là nhiều bài thơ chuyển thể từ các cái truyền thuyết và viết truyện cho trẻ nữa, và mới chỉ đăng trên các bài nhỏ lẻ thôi, chứ chưa biết cách gửi vào đâu để đề xuất bản in. Thì em có thấy thầy Vương chia sẻ là cô Kim Hoa có thể là nếu mà muốn xuất bản thì có thể là gửi sách cho nhà xuất bản phụ nữ hoặc là gửi cho thầy để thầy giới thiệu. Thì thầy có thể chia sẻ thêm điều này để cho nhiều anh chị em và nhiều thầy cô có cái đam mê viết ấy, là có thể được được cổ động không ạ? Rồi, ok, câu hỏi rất là hay. Thế thì như ban đầu tôi có chia sẻ là cho đến nay thì tôi xuất bản được 90 cuốn sách, trong đó là viết cả một nửa, dịch một nửa. Thế thì không phải là ban đầu là tôi viết cái là được xuất bản ngay đâu ạ. Câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là để viết để một điều gì đó để một người khác công nhận rồi sau đó là xuất bản được không phải chuyện đơn giản. Ví dụ như trước kia khi mà tôi còn nhỏ chẳng hạn là tôi đã thích đọc rồi thích viết. Thế thì khi mà đi học học sinh phổ thông nữa, tôi đã có bài phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam ở chương trình Văn nghệ Thiếu Nhi, hay là ở trên báo Khăn Quàng Đỏ hoặc là Nhi Đồng ấy, hoặc là Thiếu Niên Tiền Phong. Nhưng mà không phải là viết cái được đăng ngay đâu ạ. Thậm chí là ban đầu gửi bài đi là chả có ai hồi âm mình, họ còn chả báo là đã nhận được bài. Nhưng dần dần khi mình viết tiến bộ dần và mình kiên trì thì biên tập viên bắt đầu chắc là cảm động, có viết lại là bài này viết khá hơn hoặc là bài chưa đăng được nhưng có những đoạn này hay. Họ đã kiên nhẫn như thế mà thời xưa là viết viết thư tay đấy. Thế sau đó dần dần thì là mình sẽ được đăng. Và sau khi được đăng thì mình sẽ tự tin, và trong quá trình viết đó thì mình sẽ rèn luyện được tay nghề. Thế thì ở đây các thầy cô cứ mạnh dạn sẽ có những cách xuất bản này. Một cách đơn giản nhất các thầy cô để luyện bút, phát triển được trí tuệ, có động lực đọc sách, động lực viết và xây dựng thương hiệu được chính bản thân mình. Đó là bây giờ là môi trường Internet, các thầy cô có thể xuất bản ở trên website blog riêng của mình. Website blog các thầy cô có thể lập 15 phút là có, hoàn toàn miễn phí. Ví dụ như tôi có blog tác giả Nguyễn Quốc Vương xây dựng nền tảng WordPress, hoặc là trang web là người bán sách rong.com, tôi tự mày mò tự làm hết đấy mà. Rất đơn giản, ta có thể xuất bản trên đó. Thứ hai nữa là chúng ta đều có Facebook, trang mạng xã hội, chúng ta có thể đăng trên đó để cho bạn bè thưởng thức. Nếu các thầy cô ngại chưa muốn công bố rộng rãi, các thầy cô có thể là chọn chế độ là chỉ cho bạn bè xem, hoặc là chọn một vài người xem cũng được, đúng không ạ? Thế thì đấy là cách công bố đầu tiên. Nhưng ngoài ra thì các thầy cô có thể mạnh dạn tất cả các báo điện tử ở Việt Nam đều có địa chỉ liên hệ bằng email ở phía dưới. Các thầy cô có thể gửi ví dụ như là báo Giáo dục Việt Nam,
báo Việt Nam Net và báo Tiền Phong, báo Thanh Niên. À, các thầy cô có thể gửi đến kèm theo địa chỉ thông tin cá nhân của mình thông qua địa chỉ email đó. À, một cách nữa là các thầy cô nếu đã có bản thảo dày dặn rồi có thể xuất bản thành sách thì các thầy cô có thể gửi đến các nhà xuất bản lớn, các nhà sách ở Việt Nam. Các nhà sách, nhà xuất bản đó đều có trang web và có địa chỉ liên lạc của ban biên tập. Ví dụ nhà xuất bản Phụ Nữ, nhà xuất bản Kim Đồng, nhà sách Đông Nga, nhà sách Nhã Nam, nhà sách Quảng Văn. Các thầy cô đều có thể là tự gửi bản thảo đến. Ví dụ giới thiệu, tôi tên là Hảo, giáo viên XYZ. Tôi có một bản thảo viết về cái này. Tôi xin gửi đến nhà sách xem là nhà sách xem xét là có thể hợp tác xuất bản được không. Nếu mà họ đọc thấy hay, vì đơn giản họ làm kinh doanh mà, kinh doanh văn hóa. Họ đọc cái bản thảo hay quá, có thể bán được 3.000 bản trở lên chẳng hạn, là chắc chắn họ sẽ mời các thầy cô đến làm việc luôn. Cho nên là trong trường hợp không trả lời thì xảy ra mấy trường hợp. Một, thư bị lạc. Hai là mình viết dở quá, họ đọc không buồn trả lời. Ba là mình viết hay nhưng họ chưa kịp đọc. Bốn là cơ may chưa đến. Đúng là chúng ta biết bà viết Harry Potter là đến nhà xuất bản thứ 13 mới được xuất bản, 12 nhà xuất bản trước vứt vào sọt rác. Lý do vì trong nghề viết lách cũng như là ca sĩ, người xây dựng được danh tiếng rất dễ. Ví dụ chúng ta biết bây giờ chương trình ca nhạc mà mời Mỹ Tâm hay là Thanh Lam hay là Mỹ Linh, đơn giản lý do là vì đấy là những ca sĩ thành danh. Nhưng bây giờ bảo là Quốc Vương là giới thiệu ca sĩ Quốc Vương lên hát chẳng hạn, có khi khán giả ném gạch cho mầm và ban tổ chức sẽ e ngại là không dám cho lên sân khấu bởi vì chưa biết ông hát như thế nào. Mà bây giờ chương trình họ mua vé 200.000 lên chẳng hạn là ban tổ chức không dám. Cho nên ta biết là các ca sĩ ban đầu cũng toàn đi hát miễn phí rồi, toàn là chỗ nào mà ca sĩ ốm không đến được thì nhảy lên hát và xây dựng thương hiệu dần dần. Nên nghề viết lách nó cũng gian khổ là như vậy. Nên các thầy cô cứ tận dụng tất cả các kênh. Và một kênh cuối cùng, nếu có thầy cô ngại, các thầy cô không biết làm thế nào thì hãy gửi email cho tôi nguyenquocvuong2009@gmail.com và tôi sẽ giới thiệu với các nhà sách. Tôi chỉ làm mỗi động tác là forward mail của các thầy cô đến nhà xuất bản mà tôi nghĩ là phù hợp. Và khi là mail của tôi thì tôi đảm bảo 100% là biên tập viên hoặc là người nhận mail của các nhà sách đó sẽ mở email của tôi. Lý do là vì tôi là cộng tác viên của các nhà sách và nhà xuất bản đó, cho nên nó có liên quan công việc, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua nếu mà đấy là email của tôi. Còn việc của họ có in hay không thì nó có nhiều yếu tố. Một là được cái quyết định đầu tiên đó là chất lượng bản thảo. Nếu bản thảo có thầy cô hay mà có thể in được 1 vạn bản chẳng hạn là chắc chắn họ in ngay, đúng không? 1 vạn bản hơn thầy Vương rồi là chắc chắn họ sẽ in ngay đó. Còn thứ hai nó là cơ may. Và thứ ba nữa thì nếu như mà nhà xuất bản không tự bỏ tiền ra in cho chúng ta, ít nhất mà ta vẫn còn một con đường đó là tự xuất bản. Khi bản thảo ta đạt được mức độ khá trở lên, trung bình khá trở lên, thì ta có thể kết hợp với nhà xuất bản, nhà sách cấp phép biên tập cho chúng ta trả tiền in và chúng ta mang sách về đó để chúng ta tự phát hành, tặng ai hay bán ở đâu đó là việc của chúng ta. Đấy, nó có nhiều cách xuất bản như vậy. Cho nên nếu các thầy cô say mê viết lách, và tôi khuyên là các thầy cô nên xuất bản rất nhiều dạng, blog, website, mạng xã hội, báo, tạp chí, tôi chơi tất cả các loại đó. Tại vì khi viết ấy, nó cũng giống như nước ấy. Nước mà mặt hồ mà muốn trong xanh, sinh thái của hồ muốn tốt thì nó phải có nước vào và nước ra. Hồ đó phải tiếp nhận trên núi cao chảy nước xuống rồi nó phải chảy đi đâu đó. Thế thì viết lách như thế, chúng ta đưa thông tin vào đầu, chúng ta phải chế biến nó thành kiến thức của mình và sau đó phải chế biến ra sản phẩm của chúng ta. Cho nên các thầy cô dạy văn chẳng hạn, dạy sử, dạy địa, dạy toán, dạy lý, dạy hóa vân vân. Kể cả các thầy cô dạy thể dục, dạy mỹ thuật nên viết, viết về bất cứ chủ đề gì mình thích, về cuộc sống, về kinh nghiệm, đôi khi chỉ là tâm sự nghề của mình chẳng hạn. Bây giờ tôi nghĩ sẽ rất hot thầy cô nào can đảm viết về đời sống thật sự của giáo viên đau khổ vì cái gì, khó khăn vì cái gì, mơ ước vì cái gì, mà nếu viết văn tốt tôi nghĩ là bestseller triệu bản đấy. Vấn đề là thầy cô có can đảm viết mà viết được hay không đấy. Đó. Ở Nhật đã có những tác giả như vậy, ví dụ như là có cái tác phẩm là Chuyến tàu khổ dịch chẳng hạn. Đây là một người bị đạp xuống dưới đáy của xã hội, một anh lưu manh ma cô chuyên đi nói trong ngôn ngữ dân gian mình là dắt phụ nữ bán cho các quán karaoke mới nhận những cái nhà hàng khách sạn ấy. Và ông ấy sống một cuộc sống vô cùng trụy lạc. Thế nhưng mà sau đó thì trong tận cùng đau khổ đó thì ông ấy lại tìm thấy sức mạnh của văn chương. Lúc rỗi ông đọc sách và ông nhận ra sức mạnh của văn chương. Thế là ông ấy viết một cuốn sách gọi là, trong tiếng Nhật gọi là tư tiểu thuyết, tức là tiểu thuyết về đời tư, tiểu thuyết về chính trải nghiệm cuộc đời mình. Và cuối cùng được giải thưởng văn chương rất lớn ở Nhật nha. Cho nên là có thầy vừa nói là nỗi đau nghề giáo. Đúng rồi, thầy có can đảm viết hay không? Đấy. Nỗi đau nghề giáo bên dưới là tiêu đề phụ là tự sự của một người trong cuộc. Đấy. Đúng không ạ? Mỗi trang viết ở đây đều thấm máu và nước mắt của một người làm thầy 30 năm chẳng hạn. Đây, chắc bestseller luôn, đúng không? Đó. Vấn đề là muốn làm được nghề viết lách thì cần phải cả bản lĩnh và can đảm nữa, đúng không? Khi chúng ta xuất bản thì chúng ta sẽ nhận gạch đá từ đủ mọi phương diện. Chúng ta sẽ nhận sự phê bình từ đồng nghiệp, rồi rất nhiều áp lực.
Vấn đề là làm sao chúng ta trí tuệ, nhận thức, bản lĩnh của chúng ta lớn lên thì chúng ta cũng phải đương đầu với chuyện đó. Đó, cho nên là không có nhà văn nào viết hay mà bản lĩnh kém cả. Nó là quan hệ nhân quả hai chiều cả hai bên. Đó, thế thì thầy cô nào thích viết lách thì cứ thử xem từ sân chơi nhỏ, sau đó là đến sân chơi lớn, đúng không ạ? Rồi, mời các thầy cô khác ạ. Dạ, anh cảm ơn thầy Vương. Đúng là nghề viết lách đúng không ạ? Mình viết được, mình còn phải lách được nữa. Và người nào lách là người thông minh và có phản xạ tốt, có trí tuệ, và mình phải là một người nhận thức thời cuộc nữa cả nhà mình ạ. Thì chúng ta mới biết được rằng là mình viết dành cho đối tượng nào mà mình tấn công mà không khiến họ, mình thấy họ, mình nói khiến họ nhận ra vấn đề mà lại không khiến họ phản pháo. Và lại còn sẵn sàng nhận nếu mà mình còn bị phản pháo nữa. Thì rất là mong rằng là sẽ được đón nhận rất là nhiều các cái bản thảo rồi những cái cuốn sách từ các người, từ các vị thầy, và chúng ta biết được rằng là nếu mà có được cuốn Nỗi đau nghề giáo triệu bản đấy thì em Hảo cũng sẽ rất là khao khát sẽ có được ngay được cái bản xuất bản trong cái đầu tiên, và những cái Vâng, xin một phút. dạ. Ví dụ như các thầy cô có thể đọc cái cuốn sách để tham khảo, đó là cuốn Người Thầy. Cuốn chúng ta đang đề cập là Nghề Thầy, cuốn kia là Người Thầy của ông Mark Coates, người hình như gốc Ireland nhưng mà là sống ở Mỹ và dạy một cái trường, nó là trường giống như chúng ta gọi là trung tâm giáo dục thường xuyên ấy. Học sinh từ khu Da Đen và khu Ổ Chuột mang súng lên lớp là chuyện thường, và cái cuộc đời đi dạy của ông ấy là xiết bao đau khổ, rất nhiều đau khổ, nhưng mà sau hình như là 20 năm, 25 năm dạy học, ông viết cuốn tự truyện Người Thầy. Và cuốn một cuốn tự truyện về tuổi thơ của ông ấy, tuổi thơ vô cùng bất hạnh, đó là cuốn Tro Tàn Angela. Angela là mẹ ông ấy. Sống một đời vô cùng khổ cực. Cả hai cuốn sách đã trở thành bán được hàng triệu bản, và ông được giành giải thưởng cao quý Pulitzer. Cho nên là các thầy ngồi đây biết đâu cuốn chẳng hạn, đúng không nhỉ? Người Việt chúng ta thì có mới nhớ mỗi nhà văn Nguyễn giành được điều đó nha. Mời các thầy cô khác ạ. Dạ vâng ạ, nếu mà cuốn sách Người Thầy của tác giả Frank Marcotte mà đã đạt giải về cái việc là tận cùng của sự khổ của nghề thầy rồi thì em nghĩ chắc chắn sẽ có một cuốn sách về một người thầy nào đó vượt sướng như thầy. Một người thầy vượt sướng cũng sẽ chắc chắn là sẽ có được triệu bản, và đó là một ý tưởng cho nghề thầy trong cái thời buổi hiện nay nha cả nhà mình. Em cũng sẽ rất là ngóng chờ được đọc cái cuốn sách đó. Thì trước khi đến với một câu hỏi tiếp theo thì em có nhìn thấy những cái câu hỏi và những cái mong muốn được kết nối của nhiều thầy cô giáo đối với lại là thầy Nguyễn Quốc Vương, thì em có thấy thầy Nguyễn Quốc Vương đã gửi số điện thoại của thầy, số điện thoại cá nhân của thầy vào trong ô chat rồi, và em Hảo có chiếu lên đây, và các thầy cô giáo của nhà mình ai mà muốn trao đổi sâu hơn với thầy về cái sự nghiệp giáo dục và cái công việc lan tỏa văn hóa đọc thì chúng ta có thể kết nối trực tiếp với thầy và để nhận tư vấn cũng như là hỗ trợ từ thầy ạ. Bởi vì em biết được rằng là trong khuôn khổ ngày hôm nay thì sẽ không thể có được cái sự chia sẻ hết được, giải đáp được hết tất cả những thắc mắc của thầy đâu, và của tất cả thầy cô của chúng ta. Rồi bây giờ thì em xin mời cô Mai Anh ạ. Em thấy cô Mai Anh đang giơ tay. Và trong ô chat thì cũng đang có link Facebook của thầy Nguyễn Quốc Vương, chúng ta có thể follow thầy và đón nhận những bài viết rất là hài hước và hóm hỉnh của thầy. Sâu sâu cay và cười ra nước mắt nha cả nhà mình. Rồi ạ, không biết là cô Mai Anh có tiện chia sẻ không, vì em đang thấy cô giơ tay nhưng mà không có thấy cô bật cam và bật mic. Dạ, bộ phận kỹ thuật sẽ giúp cô Mai Anh mở mic nha. À dạ, xin chào chị và xin chào thầy Quốc Vương. Hôm nay mình rất là vui khi mà được có mặt ở trong group và nghe thầy chia sẻ rất là tâm huyết về nghề giáo. Thật sự là mình cũng đã từng là giáo viên, và ngày nay thì công việc của mình nó hơi gần giống với quý vị, nhưng mà nó khác một chút là tại vì mình đang là một sư cô. Và mình rất là quan tâm đến cái vấn đề cái sự giáo dục dành cho thiếu nhi ở trong cái xã hội hiện tại. Bởi vì giống như chúng ta thấy trong cái khoảng thời gian vừa qua, và chỉ trong vòng một năm thôi
thì ở tại Việt Nam của mình có rất là nhiều những cái vụ án đau lòng. Thế thì là câu hỏi đặt ra đó là cái con người đó ở thời điểm hiện tại họ tạo ra những cái tội ác, nhưng mà họ đã trải qua một cái quá trình trưởng thành như thế nào, và ai là cái người đóng góp vô cái việc hình thành cái nhân cách của những cái người như vậy. Cho nên sư cô thấy cái vai trò của những thầy cô rất là quan trọng ở chỗ là không chỉ truyền đạt cái trí tuệ học thuật, mà là phải làm sao để xây dựng nên được cái nền tảng đạo đức và cái gốc rễ văn hóa cho cái người học trò. Thì đó đó là một cái điều rất là trăn trở, bởi vì là hiện nay các gia đình cũng không làm được cái điều đó, mà xã hội và trường học thì lại đang rất là thiếu trong những cái chương trình. Hầu như các chương trình đào tạo chỉ quan tâm đến vấn đề học thuật hơn là quan tâm đến vấn đề đạo đức và nhân cách. Thì đó là một trong những cái điều mà sư cô muốn chia sẻ ở đây. Và một cái điều thứ hai thì theo sư cô nghĩ là một cái người thầy, một người cô mà có thể truyền đạt được cảm xúc cho cái người học trò, thì trước tiên nếu như người thầy, người cô đó có được một cái đời sống gương mẫu bình an, hạnh phúc, an vui, thì cái khả năng lan tỏa nó sẽ rất là lớn. Bởi vì chỉ khi nào mà mình an vui thì mình mới có thể mang được cái sự an vui đến cho người khác. Và cũng chỉ khi nào mình an vui á, thì mình mới có được cái tâm huyết để mà mình làm những cái điều đó. Thì là thực sự là sư cô cũng ít có thời gian để tham dự vào trong các cái Zoom như thế này. Nhưng mà hôm nay là nhân duyên lớn thì lại được một người giới thiệu. Thì lại tình cờ vào đúng cái buổi mà toàn là gặp các thầy cô giáo. Thì cũng xin chia sẻ cái sự trăn trở của sư cô và tấm lòng của sư cô trông đợi ở các thầy cô giáo để có thể nuôi dưỡng cho các thế hệ học trò. Thì sư cô cũng có những cái bộ sách đang viết cho thiếu nhi đó, nhưng mà tất nhiên là nó cũng có chút chút ít liên quan tới tới Phật giáo. Thì với những cái vấn đề về nhân quả, về đạo đức, thì mình ở trong những cái câu chuyện Phật giáo nó có một cái câu chuyện rất là hay, đó là câu chuyện về con chim anh vũ. Không biết quý thầy cô đã từng nghe qua câu chuyện con chim anh vũ chưa? Và đó, câu chuyện nó như thế này, đó là có một con chim tên là chim anh vũ, nó thấy một cái khu rừng đang bốc cháy, thì con chim đó mới tới một cái hồ nước, nó nhúng cái đôi cánh nó vào trong hồ nước, và sau đó là nó bay lên lên cái khu rừng để nó vẫy lên trên khu rừng đó. Thế thì là tất nhiên là ai cũng biết là cái hành động của con chim thật là vô ích, bởi vì nước ở trên cái cánh chim làm sao mà có thể dập tắt được một cái khu rừng. Nhưng mà cái hành động của cái con chim đó nó đã làm cảm động được những cái nguồn năng lượng tích cực, hay là nói theo ngôn ngữ thời xưa đó là những cái vị thần, để mà tưới xuống một cái trận mưa để dập tắt lửa của khu rừng. Thì nếu như mà mỗi vị ở đây đều là một con chim anh vũ thì nó sẽ là một cái điều thật là màu nhiệm cho cái nền văn hóa, cho thế hệ tương lai của Việt Nam của chúng ta. Dạ, xin một lần nữa cảm ơn thầy Quốc Vương và cô Hảo cùng tất cả quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn sư cô ạ. Vâng. Nhân tiện sư cô có nói về chuyện tội ác rồi, chúng ta có thể làm gì để chúng ta có những con người có đời sống đạo đức, đời sống tinh thần, tâm linh tốt đẹp, để có thể là tránh nhúng tay vào tội ác, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn để ít chứng kiến lòng đó. Vì chúng ta biết là khi mà xã hội có nhiều người như vậy thì tất cả chúng ta đều bất an, vì chúng ta cũng có thể là nạn nhân, hoặc là chúng ta cũng có thể là gián tiếp tạo ra thủ phạm, đúng không ạ? Khi chúng ta không làm tốt vai trò của mình sẽ rất là đau lòng. Ví dụ như là chúng ta mà thấy một cái học sinh nào đó mà có thể phạm tội, có thể chúng ta chỉ dạy em một tiết thôi, nhưng mà ít nhiều chúng ta làm thầy chúng ta cũng cảm thấy băn khoăn điều đó. Thì có một cuốn sách rất là hay, thì cô có thể tham khảo đọc về chuyện là một con người có thể thoát ra khỏi tội ác như thế nào, dựa vào văn hóa, dựa vào trải nghiệm. Đó là cuốn Người tù khổ sai Babylon. Các thầy cô có thể đọc câu chuyện này, rất là thú vị, đúng không ạ? Một người làm nghề ma cô, chuyên hành nghề rất là nhạy cảm, và là tội phạm ở Paris, bị kết án oan, là tội khổ sai chung thân vì tội giết người. Thế thì bị tù, ông ta 8 lần vượt ngục, 9 lần vượt ngục mới thành công.
với cả một mỗi một cái nung nấu là phải sống để ra khỏi tù, để trả thù cái bọn mà đã tù oan mình. Thế nhưng mà qua 9 lần vượt ngục và trải qua cuộc sống ngục tù thì ông ấy lại đào luyện nhân cách và trở thành một người có là một người tốt. Tóm lại là từ bỏ tội ác, gọi là nói không với bạo lực và trân trọng sự sống của người khác, đặc biệt là nhảy xuống biển để cứu một chú đảo, giúp một đứa trẻ vùng vẫy một đàn cá mập chẳng hạn. Tất cả lính ở trên đảo còn sợ không dám nhảy xuống cứu con là sếp mình, mà đây là một tội phạm nguy hiểm dám nhảy xuống để trước đàn cá mập hung dữ như vậy để cứu đứa trẻ. Và đây câu chuyện có thật vì đây là tự truyện của nhà văn. Thế ta sẽ thấy là đọc cũng là một cách, tạo ra môi trường văn hóa là một cách, hoặc là cách chúng ta chia sẻ với nhau suy ngẫm về nó như sư cô vừa nói cũng là một câu hỏi lớn để chúng ta có thể suy ngẫm về điều đó. Thế xin cảm ơn sư cô ạ. Và chúng ta cùng suy nghĩ về vấn đề đó, làm thế nào để xã hội bớt những chuyện đau lòng, bớt những tội phạm, đặc biệt là những tội phạm ghê gớm, giết người, cướp của, hoặc là những cái câu chuyện mà đau lòng trong chính người thân, đúng không ạ? Người thân có thể làm hại lẫn nhau, vân vân. Mời các thầy cô tiếp tục ạ. Dạ, em cảm ơn sư, em cảm ơn thầy Vương và cảm ơn sư cô. Thì cái câu chuyện về về việc cái con chim, con cái con chim vàng anh, đúng không? Con chim anh vũ, đúng không ạ? Dạ, con chim anh vũ nó không phải là một câu chuyện cổ tích. Nó không phải chỉ đơn giản là một câu chuyện cổ tích, và em Hảo rất tin vào chuyện cổ tích, nó là cái ẩn dụ. Và cái câu chuyện của con chim anh vũ mình thấy rằng nó làm lay động thần linh thì nghe có vẻ là hoang đường, nhưng mà điều này không phải là điều không phải không xảy ra. Và những cái điều tử tế mà chúng ta vẫn đang thường được chứng kiến hàng ngày, nó vẫn có sức lay động và làm lan tỏa đi. Và làm lan tỏa đi. Nên nó chỉ là một câu chuyện mang tính chất ẩn dụ thôi. Và thực thực sự là điều này vẫn có thật. Và đối với việc là chúng ta cứ nói câu chuyện phải làm thế nào để giáo dục các em ấy. Phải làm thế nào để giáo dục các em ấy. Nhưng mà không phải là chúng ta phải cố gắng biến các em ấy trở thành người xấu thành người tốt, mà chỉ cần là truyền cảm hứng để đánh thức cái lương tri ở bên trong các em ấy. Giống như là cái nhân vật người tù của Sa thành Babylon, giống như là thầy Vương đã chia sẻ. Thì có một sự đồng cảm rất là chung đối với là sư cô Mai An, đó là đối với chúng em là những người thầy giáo, thì em biết được rằng là trong cái trong trong cái văn hóa cổ của người phương Đông chúng ta thì quan điểm rằng người nhà giáo là một, người tu hành là hai, và người làm quan là ba. Ba nghề này đều không được cung cấp lương và không được chu cấp. Chỉ mãi sau này thì vì nhà giáo vẫn còn phải lo cho gia đình nên được chu cấp một nguồn lợi tối thiểu. Còn về cơ bản ba nghề này thì đều là nghề phụng sự vô điều kiện. Phụng sự vô điều kiện tức là chỉ có giúp đỡ cộng đồng và giúp đỡ những cái người dân tại cái vùng mà mình sinh sống. Thì chúng em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi được gặp và được kết nối với sư cô Mai An tại đây. Và em biết được rằng là phận sự của cô thì rất đa đoan. Nhưng nếu cô có thể kết nối và đưa được các Phật tử, những Phật tử trẻ, những thanh niên lớn hơn, các anh chị mà có đủ sức để học tập, có đủ sức để dẫn dắt các em nhỏ, thì sư cô Mai An hãy kết nối của các bạn ấy với chúng em và học tập thông qua các cái hành trình đào luyện về văn hóa đọc, về các hành trình về phát triển bản thân, để cho các bạn ấy có đủ cái năng lực để hỗ trợ và đồng hành cùng với cô Mai An trong cái việc đó là phụ sự và giúp đỡ những em nhỏ. Biết ơn cô rất là nhiều ạ. Thì bây giờ đã là 9:10:14 rồi, và trong cái thời lượng của chúng ta thì em nghĩ rằng là như thế cũng vừa đủ, và chúng ta cũng sẽ lưu lại những cái thông tin của thầy Vương từ đường link Facebook này cho tới là số điện thoại để chúng ta có thể trao đổi và kết nối với thầy sâu hơn, để thầy có thể hỗ trợ và đồng hành cùng với các thầy cô giáo. Thì ngày hôm nay thì chúng em cũng xin được gửi lời biết ơn tới tất cả các thầy cô, và chúng em cũng rất là mong muốn rằng là chúng ta hãy cùng xác quyết và đồng hành. Dự án Trí tuệ Việt Nam sẽ sẵn sàng đồng hành cùng với các thầy cô giáo và tất cả những người yêu đọc trên toàn quốc trong một hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Và sau đây thì em ban tổ chức xin phép được chia sẻ những thông tin về khóa học cũng như là hành trình kiến tạo văn hóa đọc sắp tới. Rất là mong được các thầy cô giáo lan tỏa và hưởng ứng. Và chúng ta cũng sẽ xác quyết với nhau rằng là sẽ cùng nhau đào luyện trong cái khoảng thời gian tới. Chúng tôi, dự án GNH Trí tuệ Việt Nam, có một tâm nguyện lan tỏa văn hóa đọc tinh hoa khắp mọi miền Tổ quốc, từ đồng bằng đến miền núi và hải đảo xa xôi. Trong gần 2 năm qua, với hơn 10.000 học viên đào tạo cả online và trực tiếp, chúng ta đã từng bước hiện thực hóa tâm nguyện này.
khi bóng đèn làm việc bật trước bình minh mỗi sáng từ 4 giờ 30, khi từng bước chân trên mọi nẻo đường vẫn đang di chuyển tới các địa điểm khi màn đêm buông xuống. Trong 2 năm qua, đã không ít lần đêm ngủ trên xe, sáng sớm làm lớp học online, ban ngày truyền cảm hứng văn hóa đọc tại trường và buổi tối lại lên xe tiếp tục hành trình lan tỏa của mình. Nhưng tất cả đều vì một lý tưởng duy nhất, chứng hưng đạo lý quốc gia bằng con đường văn hóa đọc tinh hoa ba gốc rễ. Năm 2022, chúng ta đã thấy một trung học cơ sở Phong Hải với phòng thư viện chỉ chưa 10 người ngồi đã chật, nhưng vẫn làm được văn hóa đọc cho học sinh và thầy cô. Chúng ta đã thấy một tiểu học Khe Tre với sự nhiệt huyết của thầy Trần Đức Triển đã đưa văn hóa đọc vào từng giờ chào cờ, từng tiết học. Chúng ta đã thấy một tiểu học và trung học cơ sở Chu Văn An Đắk Lắk với nghị lực của cô hiệu trưởng đứng lên kêu gọi cộng đồng quyên góp trang thiết bị và sách vở cho nhà trường. Chúng ta đã thấy một trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh phát triển văn hóa đọc mạnh mẽ với tinh thần thủ lĩnh từ thầy cô đến học sinh. Chúng ta đã thấy một tiểu học thị trấn Chủ số 01 đã triển khai đồng bộ văn hóa đọc từ học sinh đến thầy cô, cho dù bao khó khăn và thử thách, nhưng thủ lĩnh Trần Thị Nguyên cùng đồng đội vẫn vững chắc tay chèo. Khi được nhận chiếc áo thủ lĩnh văn hóa đọc, đánh dấu được một sự thức tỉnh của một con người với một nền văn hóa, với một cái hướng mới của tri thức mà trước đó tôi hoàn toàn chưa nhận ra. Và đấy cũng chính là sứ mệnh của chúng ta, sứ mệnh của người thầy, đặc biệt mỗi người lãnh đạo nhà trường cần phải hiểu và cần phải ứng đối. Tất cả đều đến từ quyết tâm của các thầy cô là thủ lĩnh văn hóa đọc và đặc biệt sự chung tay ủng hộ từ cộng đồng. Mỗi người một nắm gạo, một lời động viên, một tâm tình ủng hộ. Lộ trình triển khai dự án văn hóa đọc vùng cao năm 2023. Giai đoạn 1, từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11, các chương trình truyền cảm hứng văn hóa đọc vùng cao trong 2 tiếng qua Zoom online. Giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, mở link đăng ký, nhận đơn đăng ký thầy cô vùng cao. Đơn đăng ký chính là tâm thư nên cần thành viên đăng ký hãy nói lên tiếng nói từ tận trái tim mình. Giai đoạn 3, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, xét duyệt đơn đăng ký và gửi tặng sách. Mỗi thầy cô sẽ được tặng một cuốn nghề thầy cộng một cuốn trưởng thành cùng vĩ nhân. Giai đoạn 4, từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, đào tạo văn hóa đọc online qua Zoom vào tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần. Đọc sách nghề thầy Hoàng Đạo Thúy và đúc kết, tham gia hoạt động đội nhóm để cùng nhau xây dựng môi trường ba báu vật để cùng thảo luận, đúc kết bài học. Giai đoạn 5, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1, di chuyển đến vùng cao làm chương trình trực tiếp với một số ngôi trường tâm huyết cần thầy cô ban giám hiệu bảo lãnh cam kết. Trao tặng tủ sách tinh hoa ba gốc 5 cấp độ, làm chương trình cho thầy cô và các bạn học sinh về văn hóa đọc trong một ngày. Không có khó khăn, chỉ là điều kiện để vươn lên. Vùng cao đôi khi không phải là vùng khó khăn, mà là nơi thuận lợi để đào luyện bản thân về ý chí và tinh thần. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chúng ta coi vùng cao là nơi khó khăn về kinh tế, điều kiện học tập yếu kém, văn hóa vùng miền còn nhiều hạn chế, mà quên mất rằng mọi sự trưởng thành đều sinh ra trong khó khăn. Tuy rằng chúng không có nhiều điều kiện thuận lợi để học tập tri thức, nhưng vô cùng thuận lợi để học về thiên nhiên, học về chính mình và phong bồi tình yêu thương, sự đoàn kết dân tộc. Có điều chúng ta để những khó khăn che lấp thuận lợi để thách thức che lấp cơ hội mà thôi. Vì vậy, đây là lúc để mỗi thầy cô giáo vùng cao nói riêng và cộng đồng nói chung cùng chung tay thắp đuốc trí tuệ nơi rễ cao mây trắng. Ai có sức thì góp sức lan tỏa, ai có sách thì góp sách tinh hoa, ai có vật chất, tài chính thì mỗi người một ít chung tay. Ai có trí tuệ, chất xám thì cùng nhau suy ngẫm, trăn trở, cùng nhau nhìn về một thế hệ trẻ Việt Nam 20 năm nữa sống tử tế và đầy cống hiến.
Dạ, biết ơn tất cả các thầy cô giáo đã xem. Thì vừa rồi chúng ta đang xem tất cả những gì giới thiệu về những cái hành trình văn hóa đọc vùng cao mà dự án trí tuệ Việt Nam đã làm trong hơn 2 năm qua và tiếp tục làm trong năm nay nữa. Năm nay là năm thứ 3 rồi. Và bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn 3, tức là giai đoạn xét duyệt đơn đăng ký và gửi tặng sách. Thì tất cả những thầy cô giáo, những thầy cô giáo vùng cao, hải đảo và biên giới đã đăng ký thành công cái khóa hành trình 30 ngày đào luyện cùng với hành trình kiến tạo văn hóa đọc phiên bản văn hóa đọc vùng cao thì sẽ đều được ban tổ chức gửi tới chúng ta một cuốn sách, đó là cuốn sách Nghề Thầy và cuốn sách Trưởng Thành Cùng Vĩ Nhân. Đây là hai cuốn sách chính là giáo trình chính cho chúng ta trong 30 ngày sắp tới. Nên chúng em rất là mong rằng là có thể được đồng hành cùng với các thầy cô trong cái hành trình này. Và cái hành trình văn hóa đọc vùng cao chỉ là một cái nhân duyên để kết nối. Sau hành trình này thì chúng em sẽ kết nối cũng như là hỗ trợ các thầy cô trong suốt một năm thông qua rất là nhiều các hành trình văn hóa đọc do dự án trí tuệ Việt Nam và cộng đồng UNS tổ chức. Trong cái hành trình này thì sẽ có sự đồng hành của rất là nhiều các cái diễn giả cũng như là các thầy giáo lớn, và như thầy Vương là một trong số những người thầy mà đồng hành cùng với dự án trí tuệ Việt Nam. Thì ngày hôm nay thì cũng có những thầy cô giáo nói rằng là rất là mong được đưa dự án trí tuệ Việt Nam về với Hà Giang. Và có rất là nhiều các cái tỉnh thành thì đều mong muốn điều này. Và việc đầu tiên mà chúng em muốn các thầy cô làm đó là chính thầy cô phải là những người lắn đẩy cái bánh 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 xe này. Và chúng em sẽ chỉ là người đồng hành và tiếp sức cùng với các thầy cô. Nên các thầy cô hãy tham gia học tập và chuyển hóa. Và chắc chắn dự án trí tuệ Việt Nam sẽ về với những ngôi trường tâm huyết. Rất là biết ơn thầy Nguyễn Quốc Vương ngày hôm nay đã có mặt tại đây cùng với chúng em, cùng với tất cả các thầy cô giáo. Xin chào con trai, chắc đây là cậu con út của thầy Vương. và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt, gửi lời chào tạm biệt thầy Vương và tất cả các thầy cô giáo. Vì thầy Vương thì sẽ luôn luôn có giờ đọc sách cho các con trước khi đi ngủ. Nên là chúng ta sẽ cần phải trả lại ông bố. Đây là diễn giả của chúng ta nhưng vẫn là bố của các cháu. Nên chúng ta sẽ trả thầy về với gia đình. Biết ơn gia đình của thầy đã tạo điều kiện để cho thầy có nhiều những cái thời gian để chia sẻ và lan tỏa tới cộng đồng. Biết ơn thầy rất là nhiều ạ. Minh An chào em kìa con kìa. Dạ rồi ạ, em cảm ơn tất cả các thầy cô giáo. Và đây sẽ là một trong những cái chuỗi sự kiện sẽ có rất là nhiều rồi, các buổi talk show như thế này trong thời gian tới. Bây giờ là phải đi đọc sách dạ. cho các con nha. Con đến giờ là. Dạ chào con ạ. Dạ. Biết ơn tất cả các thầy cô rất là nhiều ạ. Dạ. Chào các thầy cô đi con. Dạ. Xin chào các thầy cô. Nào. Nào đây là bố tắt máy. Sao dám mà. Danh à. À. Mà gạo dám vào chân. Dạ và em sẽ rất là mong rằng chúng ta hãy tiếp tục follow các cái kênh truyền thông của dự án trí tuệ Việt Nam để nhận thông tin về các buổi talk show tiếp theo để thắp đuốc và gieo hạt nhằm cổ động và động viên cho các thầy cô giáo của chúng ta trước khi vào hành trình 30 ngày đào luyện. Biết ơn các thầy cô giáo nhà mình rất là nhiều. Sau đây thì ban tổ chức xin gửi tới nhà mình ca khúc Cõng Chữ Lên Non để thể hiện đúng tinh thần của những anh chị em đang muốn thắp lửa và muốn truyền đuốc cho những thầy cô giáo đang ở vùng núi, hải đảo và biên giới ạ. Giáo của nhà mình có thể nghe nhạc hoặc là từ từ dậy zoom, chúc các thầy cô giáo của chúng ta có những buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình ạ. Đem yêu thương về núi, mưa khẽ khẽ hôn rừng, dài tay trong con suối. Cầm khoe màu tiếng học bài xa xa vang non câu tuần hai lần xuống bà ngày hai buổi lên trường công cây chữ lên non.
yêu thương về núi, mưa khẽ khẽ hôn rừng, dài tay chăm con suối, đưa nước về bàn bưng. Trường của em nhỏ nhỏ bằng lăng tím tre ô, mùa xuân vừa lấp ló vườn đã trắng hoa ngô. Học trò xinh áo thổ cầm khoe màu, tiếng học bài xa xa vắng non cao. Tuần hai lần xuống bàn, ngày hai buổi lên trường, tông cây chữ lên non, bài giảng em sáng ngời. Đêm yêu thương về núi, dài tay chăm con suối, đưa nước về bàn bưng. Trường của em nhỏ nhỏ bằng lăng tím tre ô, mùa xuân vừa lấp ló vườn đã trắng hoa ngô. Học trò xinh áo thổ cầm khoe màu, bài xa xa vắng non cao. Tuần hai lần xuống bàn, ngày hai buổi lên trường, tông cây chữ lên non, bài giảng em sáng ơi. Học cho xinh áo thổ cầm khoe màu, tiếng học bài rồi. Chúng ta cùng thả tim cho các em bé của chúng ta nha, em bé đáng yêu quá. Cảm ơn mẹ Hà Linh nha, cảm ơn bé Minh Anh, cảm ơn con. Rồi bây giờ xin chào tất cả các thầy cô giáo, em hỏi xin phép được rời Zoom đây ạ, và Zoom cũng sẽ được đóng bây giờ. Hẹn gặp lại các thầy cô giáo trong những chương trình lần sau ạ. Dạ, em xin chào tất cả các thầy cô và anh chị ạ. Em xin phép kết thúc phòng Zoom nhé ạ.